Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Sau ly hôn, tôi và mặt cả nhà chồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Sau khi biết chuyện, bà Cảnh Xuyên lập tức báo cho Giang Thời Hy. Giờ hai người đang hợp tác với nhau, bà Cảnh Xuyên cũng không thể dậu đổ bìm leo được. Có người gửi email nặc danh cho tôi. Tôi đã điều tra được một người, nhưng thông tin không chính xác, là thân phận ở nước ngoài, còn là thân phận giả. Với năng lực của bà Cảnh Xuyên mà vẫn không điều tra được, tức là đối phương rất giỏi. Không điều tra được thông tin về thân phận, tức là hướng đi này không ổn. Ý của anh là anh nghĩ có lẽ là do người trong công ty của tôi à? Giang Thừa Hy nghĩ ngợi. Gần đây cô cũng không đắc tội với ai. Bà Cảnh Xuyên gật đầu. Gần đây công ty cô có cho nghỉ hay nhận thêm ai không? Nếu là người nghỉ việc gần đây, rất có thể đó là người đã trộm phương án đấu thầu này. Họ xin nghỉ vì áy náy và chột dạ, sợ bị bắt. Còn nếu là người mới đến, rất có thể họ được người khác cài vào để trả thù, cũng đáng để lưu tâm. Không có. Giang Thời Hy lắc đầu. Việc sa thải nhân viên bình thường phải được báo cáo với cô, nên gần đây không có ai nói với cô về việc điều chuyển hay cắt giảm nhân sự trong công ty cả. Chuyện này đáng để chú ý, Giang Thời Hy không dám lơ là. Tạm thời đừng để lộ tin này, tôi sẽ kiểm tra xem sao. Bà Cảnh Xuyên gật đầu. Cần tôi giúp không? Giang Thời Hy thoáng sửng sốt rồi mới hiểu được lời anh nói. Cô không nghe nhầm chứ? Không ngờ bà Cảnh Xuyên lại chủ động hỏi xem cô có cần giúp không à. Cô lắc đầu. Giờ thì chưa cần. Tôi cũng muốn xem suốt cuộc là ai mà có thể vào được chỗ của tôi. Tuy đã loại trừ mối nghi ngờ về văn phòng tổng giám đốc, nhưng Giang Thời Hy vẫn cảm thấy văn phòng tổng giám đốc có vấn đề. Có lẽ là do giác quan thứ 6 của phụ nữ. Thấy cô kiên quyết như thế, bà Cảnh Xuyên cũng không nhiều lời, chỉ nói nếu như cô cần giúp thì đừng ngại nói với anh. Lúc này bà Cảnh Xuyên cũng không biết anh nói như thế là vì áy náy hay là vì điều gì. Anh nghĩ có lẽ là do anh áy náy với cô. Nghĩ kỹ lại thì Giang Thời Hy cũng không làm gì sai. Chỗ sai duy nhất là cô không từ chối khi nhỏ Giang muốn cô đi lấy chồng thay. Giang Thời Hy có thể phản kháng khi ấy, nhưng bà Cảnh Xuyên đã điều tra nhà họ Giang, cũng biết Giang Thời Hy không có địa vị gì ở nhà họ Giang. Cô đi lấy chồng hộ cũng chỉ là vì bất đắc dĩ. Có lẽ cô muốn báo đáp công ơn nuôi nấng của ba mẹ nuôi. Cô bị ba mẹ nuôi ép lấy chồng, chồng mới lại đối xử tệ bạc với cô. Có lẽ đây là cơn ác mộng của mọi cô gái, mà anh là một trong những thủ phạm gây ra việc này. Vậy tôi về đây. Hôm nay bà Cảnh Xuyên tới để báo chuyện này với cô. Nói xong rồi thì cũng không còn lý do để ở lại. Anh cứ tưởng Giang Thừa Hy sẽ khách sáo mời anh ăn cơm hay gì đó, anh sẽ đàng hoàng ở lại đây. Kết quả anh lại thấy cô gật đầu. Để tôi gọi người tiễn anh. Cô nói rồi quay lại bàn làm việc, cầm điện thoại nội bộ lên gọi cho thư ký. Alo, Tiểu Trương à? Vào tiễn Tổng Giám Đốc Bạc về giúp tôi nhé. Giang Thừa Hy nói rồi ngẩng đầu nhìn bà Cảnh Xuyên. Người cao hơn cô không chỉ một cái đầu. Anh đi thong thả. Tuy cô lạnh nhạt như thế, nhưng bà Cảnh Xuyên cũng không tìm được lý do gì để tức giận. Anh chỉ có thể rời đi với gương mặt xa sầm. Trợ lý Tiểu Trương tiễn bà Cảnh Xuyên về, thấy boss lớn này cứ sầm mặt, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút người ta vào. Xem ra anh đang tức giận, trông rất đáng sợ. Chẳng lẽ anh lại cãi nhau với tổng giám đốc của cô ta ư? Đừng như thế chứ. Couple mà cô ta vừa ship, vừa khoe ân ái xong đã xích mích rồi. Tổng giám đốc Bạc, tạm biệt. Cô ta còn chưa dứt lời, xe của bà Cảnh Xuyên đã nghênh ngang rời đi, để lại một làn khói duyên dáng trong không khí. Tiểu Trương từ chối hiểu. Lúc này trong văn phòng, Giang Thời Hy đã gọi Tạ Nhất Minh vào. Đây là... Thật ra Tạ Nhất Minh đã quyết định giá thầu trong phương án đấu thầu này khi còn là quyền tổng giám đốc. Giang Thời Hy chỉ vừa mới tiếp quản nên gọi Tạ Nhất Minh vào để tiện hỏi ý kiến. Cô khẳng định rằng cô chưa bao giờ cho người khác xem giá thầu này à? Không phải Tạ Nhất Minh đa nghi. Hồi trước Giang Thời Hy thích bà Cảnh Xuyên đến mức nào, anh ta không cần nói nhiều nữa. Nếu bà Cảnh Xuyên muốn, chắc chắn anh có thể xem giá thầu này. Giang Thời Hy tức giận đến mức đánh anh ta một cái. Trong mắt anh, tôi là người như thế à? Đùa thôi, đùa thôi. Ai bảo hồi trước cô yêu bà Cảnh Xuyên đến mức chết đi sống lại chứ? Tạ Nhất Minh cười ha ha, cũng cảm thấy hồi nãy mình hơi đa nghi. Nhưng phải điều tra chuyện này cẩn thận. Chắc chắn người kia thuộc chỗ chúng ta. Tôi nghĩ là... Mắt Tạ Nhất Minh lóe sáng, anh ta và Giang Thời Hy nhìn nhau.
Tôi nghĩ là người của văn phòng tổng giám đốc. Hai người đã làm bạn nhiều năm, đều đoán được đối phương nghĩ gì. Cô cứ làm như thế này. Đầu tiên chúng ta tung tin rầm rộ về giá thầu bị lộ, đồng thời nói với mọi người trong công ty rằng chúng ta đã tìm được thông tin cụ thể về việc nhân viên phạm tội. Sau đó lan truyền một số tin đồn về việc chứng cứ được cất trong két sắt của cô. Mai chúng ta sẽ lên tòa tố cáo tội làm lộ bí mật thương mại. Tạ Nhất Minh nói nốt. Để chuyện giống thật hơn, giờ cô thông báo cho bộ phận thiết kế, bảo họ đưa ra giá thầu trong đêm. Sau khi nghe anh ta nói xong, Giang Thời Hy thấy có lý, lập tức thông báo cho cấp dưới làm. Cô nói xem, sao cô cứ gặp xui xẻo như thế? Đầu tiên là bà Cảnh Xuyên, sau đó trong công ty lại có gián điệp. Tạ Nhất Minh cũng không biết nên diễn tả vận may của cô như thế nào. Giang Thời Hy hơi bất đắc dĩ, cô còn cách nào đây? Cùng ngày hôm đó, cấp cao của WQ công bố chuyện giá thầu bị lộ, rồi yêu cầu bộ phận thiết kế đưa ra giá thầu mới trong đêm. Cả công ty không ngừng kêu khổ, Giang Thời Hy cũng tăng ca cùng. Đương nhiên người của văn phòng tổng giám đốc cũng không thể may mắn tránh thoát. Ai, không biết tên thất đức nào đã trộm bí mật của công ty, hại tôi phải từ chối cả buổi hẹn với bạn trai. Một thư ký trẻ chuyên chạy việc vặt than thở, một người khác cũng phụ họa. Đúng thế, tôi đang định đi vào thăm mẹ vào tối nay. Ai, nhưng mà mọi người nghe nói cái gì chưa? Cấp trên đã tìm ra chứng cứ rồi đấy, đang để ở trong văn phòng tổng giám đốc. Ngày mai sẽ đi tố cáo. Thật à? Thư ký trẻ vỗ tay. Loại người này đáng bị bắt, hại mọi người phải tăng ca. Thư ký Vương, cô sao thế? Trông sắc mặt của cô hơi tệ. Người bên cạnh chú ý tới sự khác thường của thư ký Vương. Không, không sao, tôi bị tụt huyết áp thôi. Lúc này mặt cô ta tái mét, môi hơi run, trông cũng giống triệu chứng tụt huyết áp. Người xung quanh đều bảo cô ta ăn mấy viên kẹo hoặc uống một ít trà, nhưng lúc này cô ta không nghe được nữa. Phải làm sao đây? Khi tìm cô ta, người kia cũng không nói phải làm thế nào khi xảy ra chuyện này. Hơn nữa người kia đã cam đoan với cô ta rằng chắc chắn chuyện sẽ không bị lộ. Nhưng hôm nay có cả chứng cứ rồi, cô ta nên làm gì đây? Cô ta còn trẻ, tương lai tươi sáng của cô ta không thể bị hủy hoại ở đây được. Vừa nghe nói bọn họ giấu chứng cứ ở trong văn phòng tổng giám đốc, nghĩ tới đây mắt thư ký Vương đã sáng quắc. Cô ta có thể đi vào văn phòng tổng giám đốc, có thể vào một lần thì cũng có thể vào lần hai. Nếu có thể trộm chứng cứ thì bọn họ sẽ không tra ra được mình. Nghĩ như vậy, thư ký Vương nhân lúc Giang Thời Hy không có ở đây, len lén lẻn vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Lúc mới đi vào, trong lòng cô ta vẫn thấp thỏm, thậm chí còn đụng mặt thư ký Tiểu Trương. Thư ký Trương nhìn vẻ mặt cô ta hơi khả nghi. Tiểu Vương à, cô làm cái gì vậy? Nhìn sợ sệt thế. Chuyện bị thư ký Trương bắt gặp thực sự là ngoài ý muốn. Cơ thể thư ký Vương run lên, trên mặt vẫn cố gắng bình tĩnh. À, tôi đi thay chút nước cho văn phòng tổng giám đốc. Biết rồi, đi đi. Thư ký Tiểu Trương cũng không để chuyện này trong lòng. Thư ký Vương thở ra một hơi, sợ hãi nhưng không nguy hiểm. Tiếp theo là đến lúc tìm kiếm chứng cứ ở đâu rồi. Nhưng sau khi lật qua lật lại mọi thứ trong phòng thì không hề có chứng cứ gì hết. Ngay cả két sắt trong phòng làm việc của tổng giám đốc cô ta cũng mở ra rồi, vẫn không có gì hết. Sao lại không có nhỉ? Cô ta hoảng hốt. Việc này nói cho cô ta biết rằng có điều gì đó không đúng ở đây. Không đúng, bọn họ vốn không có cái gì gọi là chứng cứ cả, tất cả đều là do bọn họ bịa ra. Quả nhiên cô ta nhìn thấy cảnh sát đã đến trước cửa. Không phải tôi, không phải tôi. Cô ta hoảng hốt, nói cũng không rõ ràng, miệng vẫn lẩm bẩm câu không phải tôi. Nhưng bị bắt tại chỗ như thế, nếu không phải cô ta thì còn có thể là ai đây? Cô Vương, có người tố cáo cô bị nghi ngờ trộm cắp bí mật thương nghiệp, bây giờ sắp khởi tố cô. Cảnh sát lấy còng tay ra chuẩn bị còng tay thư ký Vương, nhưng cô ta đột nhiên giống như lên cơn điên, hạ gục được hai cảnh sát và cố gắng chạy trốn khỏi văn phòng. Cô ta còn trẻ, cô ta không thể vào tù. Cô ta phải đi tìm người mua chuộc mình và hỏi anh ta tại sao mọi chuyện lại bị bại lộ. Nhưng cô ta không có cơ hội, bởi vì Giang Thời Hy và Tạ Nhất Minh đã đưa bảo vệ đến chặn cửa lại. Thư ký Vương, cô muốn chạy đi đâu? Ánh mắt Tạ Nhất Minh lạnh như băng, giống như muốn đóng băng người ta đến chết vậy. Tạ Nhất Minh thực sự không ngờ lại là cô ta. Tổng giám đốc Giang, tổng giám đốc Tạ, hai người tha thứ cho tôi đi. Tôi chẳng qua là chỉ bị người khác xúi giục thôi. Người nọ đồng ý với tôi rằng sau khi thành công sẽ cho tôi một khoản tiền, còn cam đoan với tôi rằng sẽ không bị phát hiện. Tôi thực sự không cố ý. Hai người tha thứ cho tôi đi. Tổng giám đốc Giang, trong nhà tôi còn có mẹ già, không chịu nổi khổ sở như vậy.
Vậy mà người này lại nói đến mức tràn đầy cảm xúc như thế. Nhưng cô ta lại không nói vào trọng điểm là hiện giờ cô ta đang phạm sai lầm mà chỉ muốn cầu xin người khác tha thứ, còn nói như điều đương nhiên bất cứ ai cũng sẽ không tha thứ nổi. Nếu tiết lộ hồ sơ dự thầu này ra ngoài, hậu quả mà công ty phải gánh chịu sẽ rất nghiêm trọng. Ngay cả khi có khó khăn như thế nào cũng không nên dẫm lên ranh giới cuối cùng của đạo đức. Tôi thực sự rất thất vọng về cô. Tình cảm của thư ký Tiểu Trương càng rõ ràng hơn. Đây là một người cô nghiêm túc hướng dẫn, tốn rất nhiều tâm huyết để bồi dưỡng. Vậy mà không ngờ người này lại phản bội công ty, quả thực là nhục nhã. Chị Trương, em thực sự bị xúi giục. Em tự tố cáo em. Em tố cáo dùm mọi người. Tha thứ cho em có được không? Em không thể bỏ công việc này được. Dù thư ký Vương có khóc lóc đến mức nào, mọi người ở đây đều không hề đồng tình. Phạm sai lầm thì sai thôi, sau đó sửa là được. Nhưng cho tới bây giờ cô ta cũng chỉ biết đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Cảnh sát thấy không có gì nghi vấn thì còng tay cô ta đưa đi. Tổng giám đốc, tôi thực sự không ngờ lại là cô ta. Mấy ngày nay hành vi của cô ấy đúng là có chút kỳ quặc. Là do tôi không chú ý tới. Thư ký Tiểu Trương áy náy nói. Giang Thời Hy sẽ không truy cứu trách nhiệm của những người không làm sai. Biểu hiện trong công việc thường ngày của thư ký Tiểu Trương đều khiến cô rất hài lòng. Không liên quan đến cô. Tự cô ta không phân biệt được phải trái. Không liên quan đến bất cứ ai khác. Giang Thời Hy an ủi thư ký Tiểu Trương vài câu rồi đi vào. Tạ Nhất Minh nhìn Giang Thời Hy. Tôi thực sự không ngờ lại là cô ta. Suốt cuộc cô ta có oán hận gì mới có thể đối phó cô một cách liều lĩnh như vậy chứ? Nhưng Giang Thời Hy lại lắc đầu. Chủ mưu không phải là cô ta, còn có người khác nữa. Cô ta vừa nói mình bị xúi giục, cũng chỉ là nói để trốn tránh trách nhiệm. Vậy mà cô cũng tin. Tạ Nhất Minh trợn to hai mắt. Giang Thời Hy gật đầu. Cô ta là người có đầu óc đơn giản như thế, sao lại nghĩ đến việc đưa hồ sơ dự thầu cho đối phương được? Cô nghĩ rằng người đứng sau chuyện này là ai? Tạ Nhất Minh trầm ngâm một lát, cũng hiểu được quan hệ trong đó. Thư ký Vương ngày thường không có giao tiếp gì với Giang Thời Hy, vì sao nhất định phải hãm hại cô để rồi đặt mình vào cảnh tù mật gông chứ? Vừa rồi cô ta nói là bị người ta mua chuộc, tin này chắc hẳn là thật. Trước tiên không nói những chuyện này nữa, đợi đến khi cảnh sát điều tra rõ ràng tất cả chứng cứ thì chúng ta sẽ biết thôi. Ánh mắt Giang Thời Hy nhìn về phía trước. Cô có thù với ai? Chắc hẳn là Giang Nhược Hân rồi. Khi thẩm vấn, thư ký Vương chưa trải qua được mấy vòng cũng đã nói không ra lời nữa, trực tiếp khai thẳng tên người đã mua chuộc mình. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng thông tin chứng minh thư và địa chỉ nhà cơ bản mà người này đưa cho thư ký Vương đều là giả. Bây giờ vụ án này đã biến thành một vụ án chết. Cảnh sát nhiều lần cam đoan với Giang Thời Hy rằng bọn họ nhất định sẽ tiếp tục truy tìm. Giang Thời Hy đi ra cùng Tạ Nhất Minh ăn một bữa cơm. Anh hẳn cũng đói bụng rồi. Mau ăn đi. Đây là một nhà hàng tứ xuyên rất ngon. Người nhỏ Giang ai cũng không thích ăn cay, nhưng Giang Thời Hy thì lại thích. Cô thích những thứ chua chua cay cay, ngon miệng như vậy mà. Ê, đó không phải là đôi phụ huynh rẻ rúng của nhỏ Giang hay sao? Sao bọn họ không trông coi cho tốt con gái cưng của bọn họ, muốn chết muốn sống gì đó? Tới nơi này làm cái gì? Tạ Nhất Minh cười nhạo. Anh ta cảm thấy Giang Thời Hy mới là bảo bối. Bố mẹ nhỏ Giang có mắt không thấy Minh Châu, cũng không biết đến lúc nào bọn họ biết được công ty WQ có thể sánh vai với tập đoàn Bạc Thị là do Giang Thời Hy lập nên thì sẽ có phản ứng gì. Nói chung là rất bực mình. Vất vả mãi mới có cơ hội phát tài mà bọn họ lại bỏ lỡ. Coi một đứa con gái độc ác là bảo vật. Không cần quan tâm tới bọn họ. Từ sau ngày hôm đó, Giang Thời Hy đã hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ với người nhỏ Giang, chết già cũng không qua lại với họ. Hôm nay nhìn thấy họ cũng coi như không thấy. Giang Thời Hy không nhìn thấy, nhưng mẹ Giang thì khác. Lần trước bị Giang Thời Hy làm cho bực mình, bà ta nhất định phải trả thù. Mày thì tốt rồi, con nhóc chết tiệt kia. Chị mày bị bệnh nằm ở bệnh viện kia kìa. Thế mà mày còn thèm quan tâm, lại còn ở đây mà ăn cơm với bạn bè. Giọng nói của mẹ Giang khàn khàn như lò xo, thỉnh thoảng nghe thấy một hai tiếng chói tai. Thân thể mập mạp của mẹ Giang ngay lập tức chạy về phía trước, đứng trước mặt Giang Thời Hy. Quý bà này, xin bà tôn trọng một chút. Tạ Nhất Minh không thể nghe lọt tai, nói thẳng với mẹ Giang. Lúc trước Tạ Nhất Minh là một tên côn đồ nhỏ,
tính cách không tốt như thế nào cũng chỉ có chính bản thân anh ta và những người từng bị anh ta bắt nạt mới biết được. Hai năm nay làm ăn cùng với Giang Thời Hy, tính cách của anh ta đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng tốt hơn cũng không có nghĩa là dễ dãi. Lúc này mẹ Giang cảm nhận được giọng điệu Tạ Nhất Minh không đúng cho lắm. Nhưng bà ta nghĩ rằng người có thể ngồi bên cạnh Giang Thời Hy hẳn cũng không quan trọng mấy. Không có thân phận gì thì có thể tùy ý bắt chẹt. Sau khi nghĩ như vậy về Tạ Nhất Minh, mẹ Giang bắt đầu kiêu ngạo. Cậu là ai? Tôi mắng con gái của tôi. Cậu là người ngoài, mắc gì mà xía vào? Cái thứ gọi là đàn bà chanh chua chửi đồng cùng lắm cũng chỉ là như thế này thôi. Nếu là lúc trước mẹ Giang còn có thể đè nén tình hình xuống, nhưng mấy ngày nay bà ta đến nhà bà khắp nơi đều vấp phải khó khăn, ngay cả người giúp việc cũng dám trợn trắng mắt với bà ta. Đều trách cái đồ chơi không chịu thua kém Giang Thời Hy kia. Sắp qua 3 năm rồi, vậy nhưng ngay cả mẹ chồng cùng em chồng cũng không lấy lòng, đúng là vô dụng. Bà, suy cho cùng thì Tạ Nhất Minh vẫn là đàn ông, nghe mẹ Giang nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, suy chút nữa là anh ta cũng cảm thấy mình làm sai rồi. Điều này khiến anh ta phải bật cười. Không làm được trách nhiệm của người làm bố làm mẹ, bây giờ lại khí thế đùng đùng nói rằng đang thực hiện chức trách của người mẹ. Tôi cũng chưa từng thấy một người mẹ nào tàn nhẫn như vậy. Chị gái cùng người khác bỏ trốn ra nước ngoài, phá thai nhiều quá nên không thể sinh con, vì thế gả em gái qua. Chuyện này coi như là không tính toán nữa. Vậy mà khi người chị trở về thì lại muốn bắt hai vợ chồng son nhà người ta ly hôn. Như vậy mà gọi là bố mẹ sao? Vừa đúng lúc để cho mọi người cùng nhau bàn luận. Bọn họ ngồi là ở bàn ở sảnh, bây giờ đang có rất nhiều người đang ăn cơm, ánh mắt họ đều nhìn sang phía bên này, thậm chí có người còn xì xào bàn luận. Nếu như tôi có một người mẹ như vậy thì tôi cũng không thèm nhận. Bên cạnh tiếng hùa theo thì càng lúc càng lớn, người chào phúng bọn họ cũng càng ngày càng nhiều. Mẹ Giang vốn muốn đem uất ức của mình nói ra để cho những người tự xưng là chính nghĩa giúp bà ta nói chuyện, không nghĩ tới nó lại biến thành cục diện như bây giờ. Bà ta đã bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Giang Thời Hy, mày đối xử với mẹ mày như này sao? Sớm biết như vậy tao nên ném mày vào thùng rác, không nên nhặt mày về. Bố Giang thấy vợ bị chỉ trích, thân làm đàn ông thấy mặt mũi của mình cũng bị chỉ trỏ thì bắt đầu chuyển sang trách cứ Giang Thời Hy. Vậy à? Giang Thời Hy lạnh mặt. Tôi thì lại hy vọng mấy người chưa bao giờ nhặt tôi về. Bố Giang nghẹn lại vì những lời này của Giang Thời Hy. Mày là một đứa con gái bất hiếu. Mày nói chuyện với bố mày như thế à? Ông ta bị chọc tức không nhẹ. Khi chỉ vào Giang Thời Hy, tay ông ta cũng có chút run rẩy. Đúng lúc này Tạ Nhất Minh cầm chặt ngón tay của ông ta. Chú à, ngón tay nên sử dụng vào việc cần đến nó, nếu không sẽ thành dư thừa. Cả người Tạ Nhất Minh tỏa ra khí thế, tất cả mọi người đều nói không nên lời, ngay cả bố Giang cũng thu ngón tay về. Thế này mới đúng chứ? Tạ Nhất Minh cười nói, lúc anh ta cười lộ ra hai cái răng khỉnh cực kỳ đáng yêu, nhưng ai cũng không nghĩ rằng người thanh niên có răng khỉnh này lại làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Đi, chúng ta về nhà, đừng làm mất mặt ở đây. Dựa theo câu nói anh hùng không chịu thiệt thòi trước mắt, bố Giang kéo mẹ Giang rời đi. Này, ông đừng có kéo tôi, tôi còn chưa dạy dỗ tốt cái con nhóc chết tiệt kia. Bà Giang là một người phụ nữ lớn tuổi, tức giận đến choáng váng, bất chấp bất cứ điều gì. Nhưng ông Giang lại nghĩ rằng Tạ Nhất Minh không phải là một người đơn giản. Nếu không đi thì để cho bọn chúng đến cục cảnh sát tố cáo bà. Đối với người vợ này, bố Giang càng nhìn càng không vừa mắt, trợn trắng mắt tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng bố Giang cũng hiểu được Tạ Nhất Minh này không dễ chọc vào. Nhưng vận may của con nhóc chết tiệt này tốt quá, có thể làm cho cô gặp được quý nhân. Lần sau gặp thì bà ta nhất định phải chỉnh đốn cô một phen. Mà lúc này hai người kia còn đang ăn ở nhà hàng, bầu không khí vừa kỳ lạ mà vừa yên tĩnh. Cô không sao chứ? Tạ Nhất Minh lo lắng hỏi. Giang Thời Hy lắc đầu. Bọn họ còn chưa là gì đâu, chúng ta mau ăn cơm đi. Đây chẳng qua chỉ coi như là một thước phim nhỏ, Giang Thời Hy không để vào mắt. Khi bố mẹ Giang trở lại bệnh viện, lại thấy Giang Nhược Hân đang cười, cười đến mức đáng sợ. Giang Thời Hy, cô vẫn không xứng được với tôi. Cho dù cô có công ty thì sao chứ? Cơ mật cũng bị tiết lộ ra ngoài rồi. Tôi lại muốn xem công ty này của cô có thể chống đỡ được bao lâu.
Biểu cảm trên mặt của Giang Nhược Hân dữ tợn. Trải qua hai lần đả kích của bà Cảnh Xuyên, tinh thần của cô ta dường như có chút không bình thường. Mẹ Giang vội vàng chạy tới ôm lấy con gái. Ôi chào, con ngoan của mẹ, sao con lại biến thành bộ dạng như bây giờ thế? Con tỉnh lại một chút đi. Giang Nhược Hân ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm của mẹ cô ta. Mẹ ơi, mẹ khóc cái gì thế? Con đã chết đâu? Nước mắt của mẹ Giang sắp rơi, cứ thế bị Giang Nhược Hân ép trở lại mắt. Hân Hân, con không bị điên đúng không? Mẹ Giang thấy ánh mắt con gái trong sáng, cũng không giống như bị điên. Con vừa mới nói Giang Thừa Hy làm sao vậy? Công ty nào? Mẹ Giang từ lời nói vừa rồi của Giang Nhược Hân rút ra được rất nhiều thông tin hữu ích. Con nhóc chết tiệt Giang Thời Hy này vậy mà tự mình trốn đi mở công ty, bao nhiêu năm rồi mà nó không đưa một xu nào về nhà. Đúng, đúng thế. Công ty VQ nổi tiếng kia chính là công ty của Giang Thời Hy, con gái nuôi tốt đẹp của bố mẹ. Buồn cười ghê, cho dù nó có tiền thì cũng không hiếu kính với bố mẹ. Lúc này trong mắt của Giang Nhược Hân lộ ra một chút điên cuồng. Giang Thời Hy, tôi không được thoải mái, tôi cũng sẽ làm cho cô không được thoải mái. Ra là như thế sao? Hân Hân, con chắc chưa? Đây có đúng là công ty của nó không? Mẹ Giang cảm thấy giống như nhận được một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Bà ta có thể nhìn thấy rất nhiều tiền bay qua trước mắt. Con nói thật sao? Bố Giang cũng nghi ngờ. Dù sao vừa rồi bọn họ còn gặp nhau trong nhà hàng. Người đàn ông kia thoạt nhìn không dễ trêu vào, có vẻ là cái kiểu cậu ấm kiêu ngạo ương ngạnh. Nếu Giang Thời Hy có một công ty như vậy thì quen biết một tên giàu có cũng coi như là chuyện bình thường. Không được, bà đây phải tìm nó đòi tiền, để nó trả lại toàn bộ số tiền mà chúng ta dùng để nuôi nó mấy năm nay. Bây giờ trong mắt của mẹ Giang toàn là tiền. Đây là công ty WQ đó, công ty duy nhất có thể sánh vai với tập đoàn Bạc Thị. Không chỉ là một công ty bình thường mà là rất nhiều tiền. Mà bố Giang bây giờ cũng dao động. Theo lý thuyết, nếu không có bọn họ nuôi dưỡng thì Giang Thời Hy cũng sẽ không có thành công lớn như hôm nay. Cho nên những gì Giang Thời Hy thu được phải cho bọn họ một phần. Sau khi Giang Nhược Hân vừa nói một cái, thấy bố mẹ mình trong mắt toàn tiền, không để ý tới cô ta một chút nào. Giang Thời Hy lại là Giang Thời Hy, hình như đi đâu cũng có Giang Thời Hy, cướp đi sự chú ý của tất cả mọi người. Giang Nhược Hân thét lên chói tai. Trong mắt hai người chỉ có Giang Thời Hy, ngay cả con gái ruột cũng không quan tâm. Hai người đi đi, tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy hai người nữa. Hai vợ chồng kia bất ngờ với đứa con gái đột nhiên phát điên kia. Vốn tưởng rằng là cô ta chỉ đang nhỏ mọn ghen tị, nhưng càng ngày lại càng cảm thấy không đúng lắm. Thẳng đến khi Giang Nhược Hân ngất đi. Hân Hân, Hân Hân. Lại thêm một trận náo loạn trong phòng bệnh nữa. Cuối cùng Giang Nhược Hân được xác định là bị rối loạn lưỡng cực ở mức nhẹ. Tức là khi hưng cảm thì sẽ rất kích động, khi trầm cảm thì sẽ rất yên tĩnh. Giai đoạn này phải đề phòng cô ta có thể tự sát. Con gái đáng thương của mẹ, vì sao con lại biến thành như thế này chứ? Người khó chịu nhất là bố mẹ Giang. Đời này bà ta chỉ có một đứa con gái bảo bối như vậy mà lại bị trầm cảm. Mắt mẹ Giang sắp khóc đến sưng lên. Khi này Giang Nhược Hân được tiêm thuốc an thần đã ngủ thiếp đi. Bố Giang cũng vậy, cả người giống như đã già đi vài tuổi. Bệnh này là tâm bệnh. Mẹ Giang lập tức kết luận. Cái gọi là tâm bệnh thì cần tâm dược. Bà Cảnh Xuyên chính là thuốc giải tốt nhất cho con gái của mình. Không được, bà ta muốn đi tìm ông cụ nhỏ Bạc, bảo ông ấy ra mắt bà Cảnh Xuyên và Giang Thời Hy ly hôn, sau đó kết hôn với Hân Hân. Như vậy thì bệnh của Hân Hân sẽ được chữa khỏi. Mẹ Giang vừa nghĩ đến đó thì cầm lấy quần áo xông ra ngoài. Bố Giang nhìn thấy ngăn cản bà ta. Bà đi đâu vậy? Bị bố Giang lớn tiếng quát như thế, mẹ Giang òa một tiếng khóc nức lên. Tôi muốn đi tìm ông cụ nhọ Bạc, để ông ấy ép bà Cảnh Xuyên ly hôn, rồi kết hôn với Hân Hân nhà chúng ta. Hiện giờ chỉ có cách này thôi. Đây giống như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mẹ Giang. Nếu như không có cách nào khác thì bà ta không muốn sống tiếp nửa đời sau nữa. Bố Giang cũng thương con gái, nhưng cũng biết người nhọ Bạc như thế nào. Ông cụ muốn có cháu trai, nhưng Giang Nhược Hân đã không sinh con được rồi. Nhọ Bạc không cần người con dâu như vậy. Lúc trước ông cụ nhọ Giang có ơn với ông cụ nhọ Bạc nên mới có được cuộc liên hôn này. Nói cho cùng thì là nhọ Giang bọn họ trèo cao. Nếu bây giờ mẹ Giang đến nói như vậy cũng không khách nào là lấy oán báo ân. Như thế thì làm sao ông ta có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông? Không được đi. Nếu như làm như thế thì mặt mũi nhà chúng ta sẽ mất sạch.
gả một đứa con gái qua đó rồi mà bây giờ còn muốn đưa một đứa con gái khác qua, há chẳng phải đang nói cho bọn họ biết rằng con gái nhỏ Giang không đáng giá à? Giang Tử Hy thì ông ta không đau lòng, nhưng Giang Nhược Hân là con gái ruột của ông ta đấy. Tôi nói cho ông biết, nếu như Hân Hân không khỏi, ông sẽ không xong với tôi đâu. Ngày trước không muốn thì ông dẫn Giang Thời Hy về nhà, nhưng mà ông cứ nhất quyết để bắt nó về. Bây giờ thì tốt rồi, Hân Hân bởi vì nó mà biến thành như thế này, ông hài lòng lắm có đúng không? Mẹ Giang đã trở nên điên cuồng, chuyện từ bao năm trước rồi lại lôi ra nói một lần nữa. Bố Giang Thời Hy và bố Giang là bạn tốt, lúc ấy tính mạng bạn tốt đang gặp nguy hiểm, để lại một cô con gái và một khoản tiền rồi qua đời. Bọn họ tham lam muốn lấy số tiền kia, vì lẽ đó phải gánh vác trách nhiệm nuôi lớn đứa nhỏ. Chúng ta không phải nuôi không công. Bố Hi Hi để lại rất nhiều tiền, bà đã quên rồi sao? Mấy năm nay số tiền đó đều bị bà vơ vét hết rồi còn gì. Bố Giang nói lời này không sai một chút nào, nhưng mẹ Giang cũng không phải là người có thể dễ dàng để người khác giảng đạo lý. Tôi không quên, nhưng mà nhiều năm như vậy chúng ta đối đãi với nó không tốt à? Tuy rằng sống trong nghèo khó, cũng không để cho nó bị đói, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ à? Nếu Giang Thời Hy ở đây, nhất định cô sẽ phải cười khẩy. Nói là không để cô đói, nhưng thật ra số tiền đó đều là tiền cô nhân thời gian rảnh rỗi làm thêm kiếm được, một đồng cũng không thuộc về nhỏ Giang. Ngay cả tiền lúc trước mở công ty cũng là nhờ người bạn luật sư của bố cô quản lý cho, đợi đến khi Giang Thời Hy trưởng thành sẽ giao cho cô. Cái gọi là không bạc đãi cùng lắm là cho cô có chỗ ở mà thôi. Hơn nữa ân tình của bọn họ, mấy năm nay Giang Thời Hy làm trâu làm ngựa, sau khi bị ép lập gia đình cô đã trả hết rồi. Đủ rồi, tôi bảo bà dừng đi thì bà cứ ở lại đây đi. Người hiền lành như ông ta đột nhiên nổi giận khiến cho mẹ Giang cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng bà ta cũng không sợ ông ta. Bà ta hét một câu: ông không đi thì tôi đi, ông không đau lòng cho con gái ông thì tôi đau lòng. Ngày trước bà đây mù mắt mới coi trọng đồ phế vật như ông. Nói xong mẹ Giang ra khỏi bệnh viện, đi thẳng đến nhà cũ của ông cụ nhỏ Bạc. Người hầu đến mở cửa thấy là bà ta thì đáy mắt thoáng hiện lên một chút không vui. Cũng không biết đánh mắt ông cụ từ khi nào mà lại kém như vậy, nhất định phải kết thông gia với cái loại gia đình bình thường này. Ở xã hội thượng lưu này có bao nhiêu là danh viện mà cứ phải nhà này thì mới được. Thì ra là bà Giang, xin hỏi bà đến có chuyện gì vậy ạ? Tuy rằng trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt ôn hòa. Hồi trước mẹ Giang đến biệt thự của bà Cảnh Xuyên, người ở đó vốn không coi bà ta có thân thiết với nhỏ Bạc. Đến đây vậy mà còn có người tôn kính bà ta như thế, trong lòng bà ta được an ủi ít nhiều. Ông cụ nhà các người có ở đây không? Nói với ông ấy tôi có chuyện quan trọng cần phải thương lượng, phiền cô truyền lời giúp tôi một chút. Mẹ Giang vậy mà vẫn rất khách sáo với người giúp việc này. Người giúp việc mỉm cười, gật đầu rồi xoay người đi vào. Mẹ Giang không có chuyện gì làm thì ngó xem chỗ này chỗ kia. Điều bà ta không biết là sau khi người giúp việc quay đi thì vẫn là bộ mặt khinh thường thôi. Số lần bà ta đến nhà cũ cũng không ít, lần nào cũng là vừa khóc vừa làm loạn, ỷ vào chút ân tình của nhỏ Giang đối với nhỏ Bạc, lấy oán báo ân, nhận sính lễ có giá trị trên trời rồi mà còn tham muốn gả một cô gái khác tới, tính toán tốt thật. Hiệu suất làm việc của người hầu trong nhà cũ này rất cao, chỉ mới 10 phút ông cụ đã cho người đến mời bà ta vào. Mẹ Giang có cảm giác rất hơn người, hồi trước khi có hôn ước với nhỏ Bạc, bà ta cũng khoe khoang suốt ngày, nhưng bà ta cũng không quên mục đích khi tới nơi này. Từ lúc vào cửa bà ta đã chuẩn bị cảm xúc, vừa nhìn thấy ông giống như nhìn thấy bố mẹ mình, rơi nước mắt tại chỗ. Ôi, ông cụ nhỏ Bạc ơi, lần này nhà tôi không sống nổi được nữa rồi. Ông cụ chú trọng việc dưỡng sinh, đã lâu không nghe thấy có người lớn tiếng làm ồn ở bên tai ông ấy như vậy. Bây giờ ông ấy chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Được rồi, có chuyện gì thì nói với tôi, đừng có khóc nữa. Ông cụ thực sự không thể nghe bà ta lớn tiếng ầm ĩ như vậy được nữa, vội bảo bà ta dừng lại. Mẹ Giang vừa tới thì đã làm bộ khổ nhục kế, làm cho người không rõ nguyên nhân. Chẳng lẽ lại là do nhỏ Giang không có tiền? Ông ơi, trước kia là chúng tôi không tốt, không nên đổi con gái gả cho Cảnh Xuyên nhà ông. Hiện giờ con gái cả của tôi vì Cảnh Xuyên nhà ông mà bị trầm cảm, trong lòng tôi rất hối hận.
Mẹ Giang vừa khóc lóc kể lể, vừa dùng khóe mắt liếc nhìn ông cụ một chút, thấy trên mặt ông ấy không có dao động gì, thầm nghĩ có chút không tốt, mà tâm tình của ông cụ thực sự không tốt lắm. Hồi trước là bà ta sống chết bắt nạt nhà họ Bạc đồng ý để con gái nuôi nhỏ Giang gả tới đây, bây giờ có ý gì đây? Người đàng hoàng thì không ám chỉ. Bà nói đi, lần này bà muốn cái gì? Sắc mặt ông cụ không tốt lắm, nhưng mẹ Giang không quan tâm nhiều như thế, trong lòng toàn là dáng vẻ của con gái, đau lòng muốn chết rồi. Tôi muốn Cảnh Xuyên nhà ông ly hôn với con, cái con nhóc Giang Thời Hy kia. Hai nhà chúng ta lại kết thân, vốn hai đứa nhỏ đều có tình cảm với nhau, như vậy cũng có thể tính là chuyện tốt. Ngài nói xem có đúng không? Khi mẹ Giang nói ra những lời này, bà ta cũng không thấy xấu hổ, nhưng ông cụ lại bị chọc giận nổi trận lôi đình. Bà có ý gì? Cái gì? Mẹ Giang nghe không hiểu hỏi lại. Ông cụ bà hít sâu một hơi. Nếu không phải nể tình quan hệ giữa hai nhà thì ông ấy đã đuổi bà ta ra ngoài từ lâu rồi, sao còn có thể để bà ta ở đây mà nói lung tung. Cảnh Xuyên chúng tôi đã kết hôn với cô con gái nuôi nhà các người rồi. Nếu ly hôn rồi lại kết hôn, cưới em gái rồi lại cưới chị gái, vậy thì thanh danh của nó thì sao? Nhà họ Giang các người có thể gánh vác được trách nhiệm này hay không? Vốn dĩ cưới một người con nuôi vô danh đã không có bất kỳ trợ giúp nào đối với tiền đồ của bà Cảnh Xuyên, hôm nay lại muốn anh kết hôn lần hai, sao ông cụ Bạc bằng lòng cho được? Mẹ Giang cũng bị cơn tức của ông cụ Bạc dọa sợ, thế nhưng vỏ mẻ không sợ nứt, bây giờ con gái bà ta đã thành như vậy, bà ta còn sợ cái gì? Trời ơi, tôi không muốn sống nữa. Mẹ Giang ngã nhào xuống đất làm mình làm mẩy. Bà ta biết nhà họ Bạc là dòng dõi trọng lễ nghi phép tắc, nhất định không chịu nổi kiểu dây dưa chợ búa này. Bây giờ ông cụ Bạc chỉ cảm thấy bó tay. Ông ấy chinh chiến cả đời, trên chiến trường nói một không hai, giờ tốt rồi, đụng ngay phường lưu manh vô lại, chẳng chịu nói lý. Ông ấy chỉ có thể thở dài một tiếng, không còn lời nào để nói. Hần hần nhà chúng tôi bị trầm cảm, một là muốn kết hôn với Cảnh Xuyên, con bé cũng chỉ có một nguyện vọng này thôi. Ông cụ Bạc, ông đồng ý chuyện này đi, nếu không cả nhà chúng tôi cũng không biết nên sống như thế nào. Mẹ Giang vừa nói vừa than thở khóc lóc, giống như nếu như nhà họ Bạc không đồng ý chính là nợ bà ta. Ông cụ Bạc đau đầu muốn chết. Chẳng lẽ con gái bà bị trầm cảm, muốn chết muốn sống thì trách Cảnh Xuyên nhà chúng tôi à? Rõ ràng là do cô gái kia không biết kiềm chế, biết rõ Cảnh Xuyên đã kết hôn mà cứ dây vào, ông ấy cũng cảm thấy xấu hổ thay cô ta. Thế nhưng ông cụ không nói những lời này ra miệng, dù sao trước mặt cũng là một người phụ nữ, tuy không thể làm gì nhưng cũng không tiện nặng lời. Vậy ông đồng ý hay không đồng ý? Mẹ Giang dứt khoát đã làm thì làm cho chót. Nếu ông đồng ý với tôi, những thứ nhỏ Bạc nợ nhỏ Giang xóa bỏ, chúng ta huề nhau. Lúc trước ông cụ Giang liều mạng cứu ông cụ Bạc nên mới có giao tình này, ân cứu mạng lớn hơn trời, vì vậy ông cụ Bạc mới dung túng hành động của nhỏ Giang hết lần này tới lần khác. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, nhỏ Bạc giúp đỡ nhỏ Giang nhiều không đếm xuể, không nói đến tiền tài của cải, chỉ riêng việc ông cụ Bạc đồng ý để nhỏ Giang gả con gái cho cháu trai bà Cảnh Xuyên mà ông ấy thương yêu nhất đã nói lên tất cả rồi. Nhưng hôm nay nhỏ Bạc lại lật lọng nói bà Cảnh Xuyên cưới con gái lớn của họ thì mới xóa bỏ món nợ nhỏ Bạc thiếu nhỏ Giang. Thật lòng ông cụ Bạc có hơi rung động. Nếu có thể vứt bỏ gánh nặng nhỏ Giang này, khỏi cần nói cũng biết ông ấy sẽ vui mừng như thế nào. Lời này của bà là thật? Ông cụ không tin hỏi lại. Mẹ Giang gật đầu. Không sai, tôi biết ông bởi vì ân cứu mạng của bố chồng tôi cho nên mới như vậy. Tuy nhiên chúng tôi cũng không thể liên lụy ông nữa. Nếu như Cảnh Xuyên cưới Hân Hân, giúp con bé khỏe lên, vậy thì những ân oán này đều xóa bỏ hết. Điều mẹ Giang nghĩ tới là nhỏ Giang không còn ân cứu mạng nhỏ Bạc, nhưng tốt xấu gì con gái của mình cũng gả vào nhỏ Bạc rồi. Đến lúc đó quan hệ thông gia bày ra, nhỏ Giang khó có khó khăn gì, còn không phải là nhỏ Bạc sẽ giúp một tay à? Mẹ Giang tính toán rất tốt, nhưng bà ta lại quên mất, dựa theo trí tuệ của ông cụ, nếu đã thoát khỏi thì làm sao có thể để cho bọn họ dây dưa lại đây. Thật ra mẹ Giang đã nắm chắc phần thắng, nhưng bà ta vẫn muốn hỏi ý kiến của ông ấy. Chỉ thấy ông cụ gật đầu, nhưng nét mặt vẫn hơi khó xử. Bây giờ Cảnh Xuyên trưởng thành rồi, có suy nghĩ riêng không cần tôi nữa. Tôi chỉ có thể hết sức khuyên bảo nó. Có được hay không thì vẫn phải xem Cảnh Xuyên. Dù sao thì lời của ông cụ Bạc chỉ có tác dụng hỗ trợ thôi. Nếu bà Cảnh Xuyên không thích thì ông ấy cũng bó tay. Này, ông nói không đúng rồi. Ông là ông nội của Cảnh Xuyên,
Đương nhiên là thằng bé sẽ nghe theo lời của ông nói rồi. Mẹ Giang nghĩ thầm, không phải hôn nhân của con cái đều nghe theo lệnh của bố mẹ hoặc người mai mối à? Chỉ cần ông cụ mở miệng, bà Cảnh Xuyên sẽ ngoan ngoãn cưới Hân Hân thôi. Bà đã kiên quyết như vậy thì tôi sẽ thay mặt hỏi giúp. Nếu như không được thì tôi cũng không có biện pháp nào khác. Ông cụ không hứa chắc luôn mà trở lại một con đường sống. Thế nhưng ông cụ lại dẫn dắt mẹ Giang nói chắc nịch. Bởi vì ở trong mắt bà ta, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vậy nên chuyện ông ấy đã hứa hẹn, mặc kệ có thành công hay không, những ân tình nhạo bạc nợ nhạo Giang đều xóa bỏ. Tôi tin ông. Mẹ Giang mơ thấy con gái sắp ngả vào nhà giàu, không hề biết ông cụ nhạo bạc đã nhìn thấu mình. Nếu đã như thế thì để tôi gọi Cảnh Xuyên về nhà, cho bà nhìn thấy tận mắt. Nếu đó đồng ý thì mọi người đều vui vẻ. Còn nếu không thì tôi sẽ cố gắng hết sức khuyên bảo. Vẫn không được nữa thì tôi hết cách. Đề nghị này của ông cụ nhỏ bạc vừa có thể khiến bà Cảnh Xuyên thẳng thừng từ chối mẹ Giang, vừa lưu lại bằng chứng cho mai sau, miễn cho mẹ Giang lại cho rằng ông ấy không bận tâm. Được, dù sao bây giờ mẹ Giang cũng không có việc gì nên làm luôn một thể. Ông cụ bạc lấy di động ra, ấn một dãy số bấm gọi. Hiện giờ bà Cảnh Xuyên đang ở tập đoàn WQ, nghe nói là bàn bạc chuyện hợp tác, nhưng mục đích chính là gì chỉ có trong lòng anh rõ ràng. Phương án này đã chuẩn bị gần hoàn thiện rồi, chỉ chờ khởi công. Nếu như tổng giám đốc Bạc không có việc gì thì có thể đi về trước. Mỗi ngày tập đoàn Bạc Thị đều nhàn rỗi như vậy hay sao? Giang Thời Hy im lặng. Sau ngày nào bà Cảnh Xuyên cũng y như dân thất nghiệp lượn lờ ở công ty cô thế này. Vốn là chuyện chỉ cần gọi 2 phút là đã giải quyết xong, anh cứ khăng khăng phải chạy đến tận nơi, khiến từ trên xuống dưới công ty đều cảm thấy anh đang theo đuổi cô. Tuy rằng trong lòng cô cảm thấy khả năng không cao lắm, nhưng cô không dám thừa nhận lòng mình đã rối loạn. Biểu hiện hôm nay của bà Cảnh Xuyên quá mức mập mờ, hai cô dần dần không thể phân biệt rõ rốt cuộc quan hệ của hai người họ là gì. Nghe thấy cô có ý đuổi người, bà Cảnh Xuyên ung dung đáp trả. Hai nhà hợp tác lần đầu tiên, anh không yên tâm cho nên tới giám sát công việc của Tổng Giám đốc Giang một chút. Chẳng lẽ điều này cũng là sai à? Rõ ràng bà Cảnh Xuyên đang viện cớ hai người hợp tác mà. Giang Thừa Hy đau đầu vô cùng, tại sao bà Cảnh Xuyên lại có một mặt như vậy nhỉ? Lúc trước cô cảm thấy anh trong trẻo lạnh lùng giống như đóa sen tuyết trên núi cao, người khác khó có thể tiếp nhận. Hôm nay lại càng ngày càng có mùi vị khói lửa nhân gian. Đúng vậy. Sao Tổng Giám đốc Bạc lại sai được? Tôi sai. Giang Thừa Hy nghiến răng nghiến lợi, nhìn biểu cảm bó tay chịu trói của người phụ nữ trước mắt, bà Cảnh Xuyên hiểu ý mỉm cười. Dáng vẻ này của cô có sức sống hơn hồi gả cho anh rất nhiều. Nghĩ như vậy, bà Cảnh Xuyên cảm giác rất có thể khoảng thời gian Giang Thời Hy gả cho anh là lúc cô không vui nhất. Anh đang định nói gì đó thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Bà Cảnh Xuyên nhìn điện thoại một chút, là ông nội gọi tới. Nhưng tại sao lại gọi điện thoại cho anh vào lúc này? Alo. Ông nội, có chuyện gì sao ạ? Ông cụ đã đến tuổi già, thân thể thường xuyên xuất hiện vấn đề, cho nên bà Cảnh Xuyên không dám ngắt máy. Anh vừa nhận cuộc gọi đã nghe được ông cụ Bạc nói từ đầu dây bên kia. Cảnh Xuyên à, bây giờ cháu có bận không? Không bận thì trở về một chuyến, dì Giang muốn nói chuyện với cháu. Ông ấy dùng từ dì Giang chứ không phải là từ mẹ vợ. Điều này nói rõ ông ấy không đồng ý chuyện kết hôn của Giang Thừa Hy và bà Cảnh Xuyên, vì vậy đã tỏ rõ thái độ trước. Mẹ Giang vừa nghe nói như thế, bà ta cực kỳ vui mừng, thầm nghĩ ông ấy là một người có sĩ diện. Ông ấy không thừa nhận Giang Thời Hy thì chắc chắn sẽ thừa nhận Hân Hân. Sau này Hân Hân sẽ trở thành con dâu của nhỏ Bạc, quan hệ với gia đình cũng có thể xử lý tốt. Khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng rạng rỡ của mẹ Giang, ông ấy biết ngay mình đã thành công. Thật ra ông ấy rất đau lòng thay cho Giang Thời Hy, tính cách tốt, dễ mến, còn rất xinh đẹp. Đáng tiếc lại có bố mẹ không đâu vào đâu như vậy, còn gả cho đứa cháu trai lạnh lùng của mình. Ông ấy không hy vọng hai người ly hôn, nhưng phía Cảnh Xuyên thì khó mà nói. Dù sao Giang Nhược Hân và bà Cảnh Xuyên mới là thanh mai trúc mã, hai người suýt chút nữa đã kết hôn. Được, ông nội, cháu lập tức về đây. Dì Giang không ai khác chính là mẹ nuôi của Giang Thời Hy. Bởi vì khoảng cách giữa anh và cô rất gần, cho nên Giang Thời Hy nghe được ông cụ bà muốn bà Cảnh Xuyên trở về một chuyến, đáy lòng tràn đầy niềm vui. Đi nhanh đi, tốt nhất là đi nhanh lên, miễn cho anh ở đây, nơi này làm cho cô không yên lòng nổi. Chuyện mà bây giờ cô cần nghĩ nhất
chính là bình tĩnh ngẫm lại thật kỹ sau này phải dùng thái độ gì để đối mặt với bà Cảnh Xuyên. Ông nội bảo anh về một chuyến. Bà Cảnh Xuyên không biết tại sao lại giống như ma xui quỷ khiến mà lên tiếng, giống như người chồng đang nói cho vợ biết mình chuẩn bị đi đâu. Mặc dù quả thật hai người vẫn là thân phận vợ chồng, chỉ là không hề có tình cảm giữa vợ chồng mà thôi. Sắc mặt Giang Thời Hy hơi mất tự nhiên, tùy tiện gật đầu. Đi đi, em còn phải làm việc, không tiễn anh nữa. Người này đúng là hờ một cái là làm lay động lòng người khác, làm cho cô cảm thấy mình như đang yêu đương vậy. Đúng, chính là ảo giác. Sao bà Cảnh Xuyên có thể thích cô được chứ? Giang Thời Hy nghĩ như vậy. Vừa rồi vì một câu nói của anh mà trái tim cô đã nguội lạnh. Lúc bà Cảnh Xuyên về tới nhà, mẹ Giang đang ăn bánh ngọt do người giúp việc mang lên, miệng còn lẩm bẩm. Không thể không nói bánh của thợ nhọ bạc làm thật ngon, không giống những thứ tôi mua ở bên ngoài. Nếu đã thấy ngon thì ăn nhiều một chút. Tôi thấy cơm trưa bà cũng chưa ăn. Bà Trương, chuẩn bị một ít thức ăn cho bà thông gia đi. Ông cụ bạc rất lịch sự bảo. Mẹ Giang ăn đến vui như nở hoa, từ đáy lòng đã cảm nhận được sự thông cảm của ông cụ bạc. Nếu tôi từ chối thì thật không phải phép. Ông biết không, khi Hân Hân ở trong bệnh viện, tôi đã không chợp mắt mấy ngày mấy đêm rồi, càng không cần nói đến ăn ngon. Nếu như hôm nay có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thì tôi cũng có thể thấy yên lòng. Trong mắt ông cụ bạc hiện lên vẻ khó chịu. Ông ấy chỉ mong Cảnh Xuyên có thể hiểu được ý của mình, không đồng ý kết hôn cùng Giang Nhược Hân. Ông ấy không muốn để ý đến người nhỏ Giang một tí nào. Đúng vậy, đây cũng coi như là một chuyện phiền lòng của tôi. Tính tình của Cảnh Xuyên cũng không hợp với Giang Thời Hy lắm. Hy vọng Hân Hân có thể làm cho nó hài lòng. Ông ấy dằn lòng nói. Mẹ Giang vô cùng vui vẻ, nghĩ rằng chuyện này sắp thành công rồi. Bà ta lại vui vẻ ăn thêm mấy miếng bánh ngọt. Lúc bà Cảnh Xuyên đến thì nhìn thấy mẹ Giang và ông nội anh trò chuyện vui vẻ. Ôi chào, Cảnh Xuyên về rồi à? Mau tới nói chuyện với ông nội cháu một lát đi. Thằng bé này bình thường rất bận rộn đúng không? Chắc chắn không thường xuyên trở về thăm ông nội của mình. Hôm nay vừa khéo, hai ông cháu ngồi ôn chuyện đi. Ông nội, không biết hôm nay ông tìm cháu trở về là có chuyện gì? Bà Cảnh Xuyên nói ngắn gọn. Không phải anh không muốn ở nhà ông nội, mà là không muốn nhìn thấy người phụ nữ này. Cảnh Xuyên, nói chuyện này nói ra thì cũng đúng, cũng là do ông suy nghĩ không chu đáo. Lúc trước bảo cháu cưới Giang Thời Hy đã làm cho cháu chịu thiệt thòi rồi. Ông nội biết cháu và Hân Hân yêu nhau, hôm nay ông muốn cháu ly hôn với Giang Thời Hy, ly hôn rồi kết hôn với Hân Hân. Cháu có đồng ý không? Ông cụ bạc thở dài một hơi, tỏ vẻ bất lực. Lúc ấy Hân Hân gặp chút chuyện nên đã ra nước ngoài. Hiện giờ hai cháu nếu có thể thành người một nhà thì sẽ bớt đi một bầu tâm sự của ông. Ông ấy biết bà Cảnh Xuyên không muốn gặp Giang Thời Hy, nhưng cũng không biết anh vì cái gì mà lại như vậy. Ông nội, cháu sẽ không ly hôn. Ánh mắt bà Cảnh Xuyên kiên định mà cố chấp. Cái gì? Cảnh Xuyên, cháu không ly hôn là có ý gì? Chẳng lẽ cháu không muốn cưới Hân Hân nhà chúng ta à? Lúc trước cháu yêu Hân Hân đến mức nào? Chẳng lẽ đó đều là những lời nói dối hay sao? Bây giờ bà ta giống như con gà mái nhảy dựng lên. Khi nghe thấy bà Cảnh Xuyên nói những lời này thì lập tức bùng nổ. Bà ta không nghĩ rằng bà Cảnh Xuyên sẽ từ chối, nhưng hôm nay anh dứt khoát nói ra câu này. Mẹ Giang cảm thấy bà Cảnh Xuyên thực sự đã làm tổn thương người làm bề trên như bà ta. Cảnh Xuyên, cháu phải nghĩ kỹ. Nếu thực sự không muốn, ông nội cũng không ép cháu. Ông ấy giả vờ tận tình khuyên nhủ, nhưng trong lòng thì lại vui như nở hoa vì câu trả lời của cháu trai mình. Cảnh Xuyên, có phải là cháu đã cãi nhau với Hân Hân không? Dì đã thay cháu dạy dỗ con bé rồi. Vợ chồng son đầu giường đánh nhau, cuối giường làm hòa cũng là chuyện bình thường. Cháu cũng không thể nói ra nhiều lời tổn thương người khác như vậy. Hân Hân nghe thấy nó sẽ đau lòng đấy. Mẹ Giang cho rằng lời khuyên của mình có tác dụng, nhưng bà Cảnh Xuyên vẫn lặp lại lần nữa. Dì Giang, hai người có thể xem như lúc trước không hề xảy ra chuyện gì, nhưng cháu thì không thể. Hai người cũng không cần phải khuyên bảo cháu nữa. Nếu như cháu đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Cháu sẽ không đi hôn. Xin lỗi hai người, công ty còn có chuyện, cháu xin phép đi trước. Ông ấy vừa định hỏi rõ ràng trước đó đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng cháu trai chạy nhanh hơn ai hết. Chỉ còn lại ông ấy và mẹ Giang ở chỗ này dương mắt nhìn nhau. Bà thông gia, bà xem, người làm ông nội như tôi này, vừa sơ ý một cái liền bị cháu trai ngoảnh mặt làm ngơ. Xem ra
chuyện kết hôn này không quyết định được rồi. Ông ấy tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lúc này mẹ Giang cũng không dám tin, bà ta không nghĩ tới bà Cảnh Xuyên lại vô tình từ chối bọn họ như vậy. Chẳng lẽ Hân Hân thực sự bị trầm cảm cả đời sao? Nghĩ như vậy, mẹ Giang chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ông cụ Bạc lại thấy bà ta trợn ngược hai mắt lên. Ngay sau đó bà ta nhắm mắt lại, ngã xuống đất. Bà Thông gia. Người nhỏ Bạc luống cuống tay chân, vội vàng đưa mẹ Giang đến bệnh viện. Sau khi mẹ Giang ngất đi, ông cụ Bạc nhanh chóng đưa bà ta đến bệnh viện. Ông ấy không hề ngờ tới người này lại thẳng thừng ngất xỉu như vậy, khiến ông ấy sợ chết khiếp, còn tưởng bà ta tức đến ngất đi. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong rồi nói là vì tức giận quá mức, hơn nữa mấy ngày trước còn không nghỉ ngơi tốt, không ăn uống đàng hoàng cho nên mới như vậy. Hay thật, nguyên nhân phát bệnh vẫn là tức giận. Tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn trách ông ấy và bà Cảnh Xuyên. Có trách thì chỉ trách da mặt mẹ Giang này thực sự quá dày, tất cả là bà ta tự chuốc lấy. Ông cụ Bạc cũng không rời bệnh viện mà chờ mẹ Giang tỉnh lại. Bố Giang thấy khí thế quanh người ông cụ Bạc, sau khi đáp lại một tiếng thì dứt khoát núp vào góc phòng như chim cút. Ông ta nhát gan, lúc còn trẻ ông cụ Bạc đi đánh giặc, ngay cả giết người cũng từng làm qua. Ông ta có thể không hoảng hốt hay sao? Ở trong phòng bệnh này, từng giây từng phút đều là dày vò đối với ông ta. Lúc mẹ Giang dần tỉnh lại, bố Giang vội vàng đỡ bà ta dậy. Cuối cùng bà cũng tỉnh rồi. Ông cụ Bạc đặc biệt ngồi lại chờ bà tỉnh đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bà lại ngất xỉu vậy? Thực sự ông ta muốn hỏi có phải người nhọ Bạc làm bà ta tức đến ngất xỉu hay không. Nhưng ông ta vừa mới nghe bác sĩ nói bà ta là do ngất đi là do quá tức giận. Rồi sao đây? Như vậy còn không phải là bị người khác chọc tức à? Chẳng lẽ là do bà ta khi không ngất xỉu sao? Lúc mới ở một mình với ông cụ Bạc, ông ta không dám hỏi. Bây giờ mẹ Giang đã tỉnh, cũng chỉ có thể nói bóng nói gió mà thôi. Đúng là không có người đàn ông nào làm được như ông ta. Bà Thông gia, bà cảm thấy thế nào rồi? Ông cụ Bạc thấy bà ta tỉnh, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù như thế nào thì bà ta cũng đã xảy ra chuyện ở nhà họ Bạc, chỉ cần người không có việc gì là được. Mẹ Giang nhìn thấy ông cụ Bạc liền nhớ tới chuyện bị Bạc Cảnh Xuyên từ chối. Bà ta nhìn vào bố Giang, lại nghĩ tới chuyện mình dùng ơn nghĩa cứu mạng để uy hiếp ông cụ Bạc. Cho dù có được hay không, nhà họ Bạc cũng không nợ nhà họ Giang nữa. Bà ta nghĩ vậy, không dám nhìn vào bố Giang. Tôi ngất xỉu là do tức giận quá. Chuyện này không liên quan đến người nào cả. Ông Thông gia, tôi không sao. Ông vẫn nên đi về trước đi. Không có vấn đề gì nữa rồi. Mẹ Giang sợ ông ấy nói chuyện này ra ngoài. Ông ấy cũng nhìn ra, cho nên không cố ý nhắc tới chuyện này. Bố Giang nhìn ông cụ Bạc rồi lại nhìn mẹ Giang. Ông ta dường như nghĩ tới điều gì đó mà vẻ mặt trở nên khó coi. Ông ta đã nói với bà ta không nên đi tìm người nhỏ Bạc, bây giờ xem ra bà ta không nghe lọt tai rồi. Ông cụ Bạc không xen vào chuyện nhà của hai người bọn họ, tuy nhiên ông ấy lại mở miệng nhắc tới chuyện mình nghĩ tới lúc trước. Bà Thông gia, tôi cũng biết chuyện của Nhược Hân nhà bà. Quả thật là do người nhỏ Bạc chúng ta cho nên con bé mới bị tổn thương. Ông ấy vừa mới đi hỏi thăm tình huống của Giang Nhược Hân, biết cô ta thực sự bị trầm cảm, cũng không làm khó nhỏ Giang nữa. Ông ấy nói thẳng, vậy vị nhà họ Bạc chúng tôi có thể đưa ra một ít bồi thường không? Thật ra ông cụ Bạc làm vậy cũng là vì danh tiếng của cả nhà họ Bạc. Thằng nhóc Bạc Cảnh Xuyên thối tha này chỉ biết thản nhiên buông lời từ chối mà không nghĩ tới hậu quả, cuối cùng cũng phải chờ ông nội đến giải quyết mọi chuyện. Không phải Bạc Cảnh Xuyên không biết xử lý, mà do anh hoàn toàn không muốn tiếp xúc với Giang Nhược Hân và nhà họ Giang cho nên không để ý. Ông cứ nói đi. Mẹ Giang vốn đã tuyệt vọng, bọn họ đã đoán chừng bản thân không thể nhận được lợi lộc gì từ nhỏ Bạc nữa. Không nghĩ tới ông ấy lại tự mình đề nghị, điều này làm cho bà ta hơi bất ngờ. Bố Giang cũng nhìn về phía ông cụ Bạc, thái độ của ông ấy khiến bố Giang rất hoảng hốt, cảm thấy nhỏ Bạc như đang phủi sạch quan hệ với bọn họ vậy. Thật ra chúng tôi... Bố Giang vừa định nói gì đó, lại bị mẹ Giang trừng mắt, ý bảo ông ta đừng nói gì. Ở cái nhà này, mẹ Giang là người có tiếng nói nhất, cho nên bố Giang cũng không dám tùy tiện hành động. Ông cụ bà gật đầu. Như vậy đi, tôi sẽ ra tiền. Hai người đưa Hân Hân ra nước ngoài trị liệu, tất cả phí đều là do tôi trả. Số tiền mấy triệu, thậm chí đến mấy chục triệu chỉ là một con số nhỏ đối với ông cụ Bạc. Cho dù tốn 10 triệu, ông cụ Bạc cũng cảm thấy đáng giá. Nếu nhỏ Bạc vẫn còn mối quan hệ với nhỏ Giang, không biết sau này phải tốn bao nhiêu tiền đây. Hiện tại phủi sạch quan hệ với họ sớm hơn một chút, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Ông cụ Bạc nghĩ về tương lai.
Hai vợ chồng nhỏ Giang đều ngây người. Ông cụ Bạc nói cái gì? Muốn bọn họ mang Hân Hân ra nước ngoài điều trị ư? Bọn họ đang lo không có tiền chữa khỏi cho Giang Nhược Hân, muốn bà Cảnh Xuyên cưới con bé. Một mặt là bởi vì người mà Giang Nhược Hân muốn cưới chính là anh trai Cảnh Xuyên của cô ta. Một khác chính là hai vợ chồng vì muốn chăm sóc Giang Nhược Hân nên đã nghỉ việc. Trên người chỉ có mấy chục ngàn của sính lễ quý giá. Bọn họ biết rõ chỉ với mấy chục ngàn này thì không giải quyết được gì cả. Nhà họ Bạc sẽ không bỏ mặc con dâu mắc bệnh trầm cảm, nhất định sẽ bỏ tiền chữa bệnh cho Hân Hân. Về sau hai người vợ chồng sẽ không cần phải lo toan nữa. Hôm nay ông cụ Bạc đưa tiền, bọn họ giải quyết chuyện khẩn gấp này, cũng giải quyết được vấn đề quan trọng nhất. Bọn họ cảm thấy Giang Nhược Hân có gả cho bà Cảnh Xuyên hay không cũng không quan trọng nữa, quan trọng là có tiền. Sao có thể làm phiền ông như vậy được chứ? Tuy rằng ngoài miệng mẹ Giang kích khí một chút, nhưng ánh mắt đã bắt đầu liếc khắp nơi, nhìn xem ông ấy có mang tiền tới hay không. Không cần khách sáo, chúng ta tốt xấu gì cũng là người một nhà, hơn nữa còn có ơn với nhỏ Bạc, không có phiền toái gì đâu. Ông cụ nhỏ Bạc nói xong nên bảo trợ lý bên cạnh mang thẻ mình đã chuẩn bị sẵn tới. Trong này là 5 triệu, mỗi tháng về sau tôi sẽ đưa cho người chuyển 100 ngàn đến thẻ này, cho đến khi Hân Hân chữa khỏi bệnh mới thôi. 5 triệu. Mặc dù lúc trước ông cụ nhỏ Bạc đã cho sính lễ 50 triệu, vậy cũng chỉ là tiền hỏi cưới. Không giống với cái này, cái này là do ông cụ Bạc tự đưa cho, hơn nữa là không có điều kiện. Không chỉ có 5 triệu, mỗi tháng còn đưa thêm 100 ngàn. Sau khi chữa khỏi bệnh cho Hân Hân, về sau bọn họ có thể sống mà không cần lo nghĩ gì nữa. Trong lòng mẹ Giang vui mừng khôn xiết, còn bố Giang thì sững sờ tại chỗ. Ông cụ Bạc cho nhiều tiền như vậy, tương đương với việc mua đứt ơn nghĩa giữa nhỏ Giang và nhỏ Bạc này rồi. Vậy sao được? Nếu có ơn nghĩa của nhỏ Bạc, bọn họ có thể lấy được vô số thứ, làm sao có thể mua với số tiền 5 triệu nhỏ nhoi chứ? Bố Giang vừa mới cẩn thận suy nghĩ muốn từ chối, ông cụ Bạc lại không biết cố ý hay vô ý nói: cứ nhận đi, sau này hai người chữa bệnh cho Hân Hân cũng phải tốn tiền. Bệnh này không phải là dễ điều trị, tiền tiêu rất nhanh hết. Nước ngoài có một bác sĩ tâm lý uy tín mà tôi còn biết, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho hai người. Tôi tin rằng Hân Hân sẽ khỏe lại thôi. Có thể nói ông cụ Bạc đã nắm được điểm yếu của hai vợ chồng. Điểm yếu này chính là Giang Nhược Hân. Vì con gái, cuối cùng hai người họ cũng thỏa hiệp. Cảm ơn ông thông gia. Đúng rồi, khi chúng tôi ra nước ngoài, phiền ông chăm sóc Hi Hi. Mẹ Giang không quan tâm Giang Thời Hi như thế nào, nhưng nếu Giang Thời Hi ly hôn với bà Cảnh Xuyên, chẳng phải Hân Hân sẽ có cơ hội hay sao? Bà ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ông ấy nhướng mày. Bây giờ hai người này còn nhớ tới người con gái Giang Thời Hi này sao? Ông ấy cười ha ha nói: tôi sẽ không nhúng tay vào hôn nhân của bạn nhỏ. Nếu như Cảnh Xuyên hối hận ly hôn với nhóc Hi rồi tới tìm con bé Hân, tôi cũng sẽ không xen vào. Đứa nhỏ lớn rồi, không phải do tôi quyết định. Sau khi nghe những lời này của ông ấy, mẹ Giang cũng yên tâm hẳn đi. Chỉ hy vọng Giang Thời Hi có thể ly hôn với bà Cảnh Xuyên sớm một chút. Như vậy đến khi Hân Hân chữa khỏi bệnh thì có thể thuận lợi gả cho bà Cảnh Xuyên rồi. Ông cụ Bạc đã quen với bản mặt của hai vợ chồng này, sau khi khách sáo chào hỏi thì rời đi. Mẹ Giang vui vẻ cầm tấm thẻ trong tay, cảm thán nói ông cụ Bạc đúng là người tốt. Nhưng bố Giang lại giật lấy thẻ ngân hàng trong tay bà ta, hung hăng đẩy bà ta ngã xuống đất. Ông làm cái gì đây? Mẹ Giang trợn mắt nhìn ông ta. Bà ta đang vui vì vừa lấy được tiền chữa bệnh cho Hân Hân đấy. Bố Giang hiếm khi hung hăng chỉ vào mũi mẹ Giang hỏi: có phải bà đã đồng ý điều kiện gì của nhà bà hay không, cho nên ông cụ mới đưa cho chúng ta một số tiền lớn như vậy? Điều kiện này rất rõ ràng, đó là mua ơn nghĩa cứu mạng của nhỏ Giang đối với nhỏ Bạc. Tôi nghĩ bệnh của Hân Hân quan trọng hơn, nên tôi chỉ nói. Mẹ Giang biết bố Giang coi trọng mối quan hệ với nhỏ Bạc đến mức nào. Nhỏ Bạc là nhà giàu quyền quý, mạng lưới quan hệ rất rộng rãi, chỉ cần lấy được một vài mối từ bọn họ thì mọi chuyện đều thuận lợi, đảm bảo nửa đời sau không cần lo lắng gì. Nhưng hôm nay lại vì 5 triệu mà ơn nghĩa đó đã không còn nữa. Sao bố Giang có thể không tức giận được chứ? Bố Giang chỉ vào bà ta, ngón tay run rẩy: trước kia bà làm sằng làm bệnh như thế nào thì thôi đi, bây giờ vì chút lợi nhỏ mà bà lại. Mẹ Giang vốn đã tự trách, nhưng trong lòng lại không muốn bị chồng chỉ trích. Ông ta còn nói đi nói lại khiến bà ta càng nổi nóng hơn. Bà ta hét lên: vậy phải làm sao bây giờ?
Chúng ta phải chữa bệnh cho Hân Hân. Ông có tiền không? Tôi đi theo ông nhiều năm như vậy, đã được sung sướng lần nào chưa? Bây giờ còn không có một xu nào. Lấy cái gì để chữa bệnh cho Hân Hân đây? Bố Giang bị bà ta vặn ngược lại. Ông ta không có tiền, cố gắng cả đời cũng không có gì, không thể không nhận 5 triệu của ông cụ Bạc. Khi thấy ông ta không lên tiếng, mẹ Giang lại tự tin hơn. Điều mà bây giờ chúng ta phải làm chính là cố gắng gom hết tiền vào trong tay, chữa bệnh cho Hân Hân. Về phía Giang Thời Hy thì ngày mai tôi sẽ đi một chuyến. Nếu nó không đưa tiền, tôi sẽ cho toàn bộ công ty của Giang Thời Hy biết nó là một đứa đê tiện, ăn cháo đá bát. Bây giờ bà ta cũng bất chấp mọi thứ rồi. Dù sao Hân Hân cũng không gả cho bà Cảnh Xuyên được. Đợi đến khi bệnh chữa khỏi, vẫn có thể gả cho thanh niên trai tráng khác. Nó có tiền à? Bố Giang nửa tin nửa ngờ. Mặc dù Hân Hân nói với họ Giang Thời Hy đã tự mình mở một công ty từ lâu, quy mô rất lớn, nhưng ai biết có phải Nhược Hân ăn nói lung tung hay không. Dù sao ngày mai tôi sẽ đến đó thử. Chừng nào nhìn thấy Giang Thời Hy sẽ tới đó gây chuyện. Mẹ Giang nghĩ dứt khoát, một là không làm, hai là làm cho tới bến. Dù sao bọn họ và Giang Thời Hy đã cắt đứt từ lâu, cũng không cần đánh bài tình cảm gì cả. Bố Giang im lặng một lúc, từ đấy lòng ông ta vẫn dung túng vợ mình làm như vậy. Năm đó nhận nuôi Giang Thời Hy cũng chỉ vì tiền và danh tiếng tốt. Ông ta luôn đóng vai một người bố dịu dàng, cũng hy vọng Giang Thời Hy có thể nghĩ cho gia đình này nhiều một chút. Tất cả mọi thứ đều có mục đích của nó. Làm vợ chồng với nhau nhiều năm như vậy, mẹ Giang đã biết rõ bố Giang là người như thế nào, cũng đoán trước được ông ta sẽ đồng ý. Ngày hôm sau, mẹ Giang đã dậy từ rất sớm. Bà ta đến dưới lầu công ty WQ, cho dù đứng ở cửa cũng không đi vào, chỉ chờ Giang Thời Hy xuất hiện. Quả nhiên, bà ta thực sự gặp được Giang Thời Hy. Giang Thời Hy, bà ta vội vàng chạy tới như sợ cô sẽ biến mất. Giang Thời Hy vừa đi vừa xem tài liệu, có thể thấy được cô bận đến mức nào, cho nên cô thực sự không chú ý tới có một người chạy tới bên cạnh mình. Tổng giám đốc, cẩn thận. Trợ lý của cô nhắc nhở nhưng đã muộn, Giang Thời Hy đã bị mẹ Giang túm lại. Giang Thời Hy ngẩng đầu nhìn, người mẹ nuôi này đang nhìn cô như thể mình đã giết cả nhà bà ta. Bà tới đây làm gì? Giang Thời Hy nhíu mày, không có nhiều người biết thân phận của cô, cho nên cô rất ngạc nhiên. Giang Thời Hy, mày hay lắm. Mày đúng là tổng giám đốc của công ty lớn này. Mày cực khổ giấu bọn tao lắm nhở. Chị gái của mày bị bệnh nằm viện mà mày không tới thăm một lần nào, còn nói mình không có tiền. Bây giờ thì giống người không có tiền lắm nhỉ. Mặc dù tao không phải là mẹ ruột của mày, nhưng cũng ngậm đắng nuốt cay nuôi mày nhiều năm như vậy. Thậm chí chị gái của mày bị bệnh cũng không chịu bỏ ra một xu nào. Mày chính là một con quái vật máu lạnh vô tình. Giang Thời Hy còn chưa kịp phản ứng đã bị bà ta chỉ trích lung tung. Bà có việc gì sao? Mẹ Giang làm ra vẻ không chấp nhận được, còn lùi xuống một bước, không thể tin được nhìn cô. Mày, sao mày có thể đối xử với tao như vậy? Mọi người lại đây mà xem, đây chính là một đứa vô ơn, uổng công tôi nuôi nó nhiều năm như vậy. Dù sao mẹ Giang cũng là người yếu thế, tuy rằng Giang Thời Hy cũng là phụ nữ, nhưng nhìn chung mẹ Giang vẫn trông yếu hơn cô một chút, cho nên tất cả mọi người đều nghiêng về phía mẹ Giang. Và vì lúc này là giờ đi làm, cho nên có rất nhiều người đến vây xem Giang Thời Hy giằng co với mẹ Giang. Tuy nhiên phần lớn đều đang nói Giang Thời Hy tại sao lại như vậy, còn bỏ mặc người mẹ nuôi đã nuôi lớn mình mà thấy chết không cứu. Giang Thời Hy lạnh lùng cười một tiếng, gạt tay mẹ Giang ra khỏi người mình. Bà Giang, tôi nghĩ chắc là bà nhớ rõ. Lúc ấy ở trong điện thoại là ba bảo tôi đừng bao giờ gọi bà là mẹ nữa. Đây là chính miệng bà nói. Bây giờ bà đến chỉ trích tôi ăn cháo đá bát, chẳng phải là quá đáng lắm hay sao? Giang Thời Hy vừa nói ra với vẻ mặt tủi thân, dư luận của mọi người nhanh chóng đổ về phía Giang Thời Hy. Nếu bà đã nói như vậy, vậy tại sao tôi lại phải gọi bà là mẹ nữa? Điều này không sai. Bà Giang vẫn luôn cho rằng Giang Thời Hy là một đứa yếu đuối ngây thơ, cho nên bà ta cảm thấy mình chắc chắn sẽ giành phần thắng. Đáng tiếc đến lúc này mẹ Giang đã cảm thấy Giang Thời Hy không giống trước kia nữa. Bà ta lập tức nghẹn đến nỗi không nói thành lời. Khi đó mày chọc tức tao, tao còn không thể nói mày vài câu hay sao? Khi đó tại sao tôi lại chọc tức bà? Bà có thể nói hết ngọn nguồn mọi chuyện ra hay không? Đương nhiên bà Giang không dám nói ra vụ việc lúc đó, nói mình bắt con nuôi ly hôn để cho con rể cùng con gái lớn của mình kết hôn sao? Bà Giang chợt có linh cảm, nếu như bà ta nói ra những lời này
nhất định mọi người sẽ chỉ trích và dùng nước bọt để dìm chết bà ta. Giang Thời Hy đoán bà ta chắc chắn sẽ không nói ra, cho dù người này không biết xấu hổ, nhưng cũng chỉ là đối với một số người mà thôi. Bà ta không dám làm mất mặt ở trước nhiều người như vậy. Không chỉ như vậy, nếu nói chuyện này ra thì thật không biết nên khóc hay nên cười. Giang Thời Hy cũng đoán được bà ta không dám, cho nên cô mới nhắc tới ở trước mặt nhiều người như vậy. Gương mặt mẹ Giang đỏ bừng hẳn lên, bà ta cũng không biết nên nói cái gì. Bây giờ mà mở miệng chắc chắn sẽ nói sai. Mày đoán trước tao nói không nên lời đúng không? Đứa chết tiệt này. Những người ở đây cũng không phải là kẻ ngốc, chắc chắn có thể nhìn ra ai đúng ai sai. Mẹ Giang ấp úng không dám nói tiếp. Đúng vậy, ấp úng cái gì cũng không nói nên lời, nhất định là trong lòng có điều mờ ám. Cô thấy ánh mắt né tránh của bà ta, chắc chắn là có vấn đề. Đi 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 đi, các người thì biết cái gì? Giang Thời Hy nợ tôi bao nhiêu, cả đời này cũng không trả hết được. Lý do giải vây cũ dích của mẹ Giang khiến mọi người ở đây cười nhạo một tiếng, ánh mắt càng thêm khinh bỉ nhìn lên người bà ta, khiến bà ta cảm thấy như mang ánh mắt đó trên lưng. Ai thèm quản chuyện của hai người, chẳng qua là nhìn không quen cho nên nói hai câu thôi. Bà cũng đừng nóng giận như vậy chứ. Những người ở đây dần dần tản đi, tất cả mọi người phải đi làm chuyện của mình, cho dù họ tò mò tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng cũng không có cách nào ở lại lâu. Giang Thời Hy cũng bề bộn nhiều việc, nhưng mẹ Giang không muốn để cô đi. Mày đừng có đi, chị mày bị bệnh, mày vẫn nên bỏ ra một ít tiền giúp chị mày chữa bệnh đi chứ. Dù sao hôm nay mẹ Giang đã bất chấp tất cả, nếu không có tiền thì chắc chắn bà ta sẽ không trở về. Mà Giang Thời Hy làm sao có thể giống như trước kia bị bà ta ức hiếp mà không lên tiếng. Nếu cô đã hạ quyết tâm thoát khỏi cuộc sống trước kia thì sẽ không bao giờ bị người khác dắt mũi nữa. Bảo tôi bỏ tiền chữa bệnh cho người hại tôi, tôi còn chưa tốt như vậy đâu. Giang Thời Hy lạnh mặt. Tên thư ký trộm hồ sơ dự thầu của công ty đã khai tất cả, chính là tiền Giang Nhược Hân đưa. Ở trong bệnh viện còn không an phận mà còn muốn hại cô. Người như vậy, Giang Thời Hy còn bỏ ra tiền thì đầu óc của cô chính là có bệnh. Giang Thời Hy nói hết sức dứt khoát, kiên quyết như ký đơn ly hôn vậy. Nhỏ Giang nuôi cô lớn, nhưng tiền cô nuôi sống bản thân đều là sau giờ học đi làm kiếm được. Mẹ Giang không thể tin, đây là con gái nuôi khúm núm trước kia của bà ta sao? Giang Thời Hy một chút cũng không muốn nói chuyện với bà ta. Cô đóng thẻ đều lại chuẩn bị đi vào công ty. Mẹ Giang cũng không chịu thả người, bà ta trực tiếp ngã xuống đất, nắm lấy ống quần của cô. Nếu như mày không cho tao tiền, tao sẽ đầm đầu chết ở cửa công ty của mày. Tao xem sau này còn ai có thể cùng mày làm ăn nữa. Lúc trước bà ta biết Giang Thừa Hy là đồ vô dụng, cái gì cũng không có, nhưng hôm nay thấy được sự đồ sộ của công ty WQ thì làm sao bà ta chịu bỏ qua cơ hội này chứ. Bà ta cảm thấy chắc chắn là Giang Thừa Hy cần tiền trong nhà đi gây dựng sự nghiệp, cho nên công ty này cũng không thể thiếu cổ phần của bà ta. Bà Giang thực sự là để cho tôi thấy được cái gì gọi là không mặt không ra. Đột nhiên có một giọng nam chen vào, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên kia. Bà Cảnh Xuyên mặc âu phục giày da xuất hiện, làm cho mẹ Giang còn quên mất mình còn đang kéo ống quần Giang Thừa Hy. Cảnh Xuyên, cuối cùng cháu cũng đã tới. Xem người vợ này của cháu xem, gạt người ở trong nhà, cầm tiền nhà mở công ty. Hiện tại chị gái sinh bệnh lại không chịu bỏ tiền ra, đúng là đồ máu lạnh vô tình. Bà Cảnh Xuyên biết mẹ Giang lợi hại, nhưng người như vậy anh cũng không để vào mắt một chút nào. Chỉ thấy bà Cảnh Xuyên cười cười. Dì Giang nói tổng giám đốc Giang cầm tiền của bà mở công ty, vậy công ty này nên có phần của bà nhỉ? Bà Cảnh Xuyên nói ra lời công bằng như vậy, mẹ Giang rất cảm động. Đây đúng là con rể tương lai của nhỏ Giang mà, không phải là chồng của Giang Thời Hy. Mà Giang Thời Hy nhìn thấy người tới có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên chắc chắn không phải bà Cảnh Xuyên đặc biệt tới đây để quản những chuyện này. Nào ngờ bà Cảnh Xuyên lại nói như vậy. Cô trừng mắt nhìn anh. Tổng giám đốc bà càng ngày không đến tập đoàn Bạc Thị của mình, đến công ty của tôi làm gì? Nếu như không có chuyện gì, tổng giám đốc bà vẫn là lên về đi. Sự xa cách trong giọng nói của cô khiến cho bà Cảnh Xuyên liền hiểu Giang Thời Hy đang tức giận. Tôi tới giúp tổng giám đốc Giang giải quyết vấn đề. Dựa theo lời dì Giang nói, thật đúng là nên cho dì Giang cổ phần. Dù sao bà ta cũng đã nói lúc đó tiền là do nhỏ Giang bỏ ra. Bà Cảnh Xuyên không chút hoang mang, nói chuyện cũng rất có tính logic. Tất cả mọi người đều gật gật đầu. Nếu là tiền nhà họ Giang bỏ ra,
vậy thì cho cổ phần tương ứng là được rồi. Dù sao đều là người một nhà, cổ phần ở trong tay ai không phải giống nhau hay sao? Mà ánh mắt của Giang Thời Hy nhìn bà Cảnh Xuyên lại càng không hài lòng. Suốt cuộc anh muốn làm gì? Cuối cùng cô vẫn tức giận. Vào lúc người nhọ bạc làm khó cô, bà Cảnh Xuyên giúp đỡ người nhọ bạc. Đó là do anh và họ là người cùng một nhà. Nhưng nhà họ Giang và anh không tí quan hệ nào cả. Vậy tại sao anh lại giúp bà ta như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Giang Nhược Hân? Tức giận tích tụ trong lòng, Giang Thừa Hy khó có thể tiêu tan. Cô tức đến mức ánh mắt hơi đỏ. Không phải bởi vì Giang Thừa Hy thích anh mà đáng bị chà đạp như vậy ư? Đúng, con rể nói rất đúng. Cuối cùng cũng có người nói được một câu công đạo. Mẹ Giang thấy anh giúp đỡ mình, trong lòng thoải mái từng đợt. Xem ra bà Cảnh Xuyên đối với Hân Hân nhà bọn họ còn có tình cảm, nếu không cũng sẽ không nói thay mình. Hơn nữa cổ phần công ty này một năm WQ kiếm được hơn 100 triệu, cho dù được chia đến 1% cũng có hơn ngàn vạn. Phát tài rồi. Hai mắt mẹ Giang lập tức tỏa sáng, cảm thấy con rể bà Cảnh Xuyên còn thân hơn cả con ruột. Có bà Cảnh Xuyên làm chỗ dựa, lá gan của mẹ Giang cũng lớn hơn một chút, nói ra những lời càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc mày sáng lập công ty lại không có việc làm, chắc chắn tất cả số tiền này đều là của nhà họ Giang. Cho nên dựa theo đạo lý, công ty này hẳn là của nhà họ Giang. Tuy nhiên để tình mày cần cù chăm chỉ như vậy, cho mày 40% cổ phần là được rồi. Công ty vẫn phải là của nhà họ Giang chúng tao. Lúc bà ta nói lời này, ánh mắt cũng không chớp một cái, đúng là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Giang Thời Hy nhìn sắc mặt người mẹ nuôi này, chỉ cảm thấy dạ dày sôi trào. Tuy rằng mẹ Giang không cướp được gì từ cô, nhưng chỉ nhìn thôi cũng rất ghê tởm. Đúng là không biết xấu hổ. Một phần lực chưa từng bỏ ra, một ít tiền cũng chưa từng bỏ ra, bây giờ lại ở chỗ này chia cổ phần công ty của tôi. Anh ta nói trắng ra như thế, làm cho mặt mẹ Giang lúc đỏ lúc trắng. Bà ta cứng cổ nhìn người trẻ tuổi trước mặt này, theo bản năng liền oán hận nói: cậu là ai? Tôi nói cho cậu biết, cậu không nên xen vào chuyện này, nếu không tôi cũng không buông tha cho cậu đâu. Mẹ Giang ngoài mạnh trong yếu, tức giận không chỗ phát tiết nhìn Tạ Nhất Minh. Anh ta đưa giấy phép kinh doanh công ty trong tay ra nói: mở cho to mắt ra mà nhìn, đây là công ty của người nhỏ Giang hay là công ty của Tạ Nhất Minh tôi? Pháp nhân phía trên chính là Tạ Nhất Minh, cho nên WQ chính là của Tạ Nhất Minh, cũng không phải của Giang Thời Hy. Mẹ Giang trợn tròn mắt, cho nên cô không có gì cả ư? Giang Thời Hy nhìn mẹ Giang: tôi chỉ là người làm công. Bà gióng trống khua chiêng tới đây náo loạn, công việc của tôi chắc cũng không giữ được nữa rồi. Tạ Nhất Minh lúc này cũng hiểu, khó trách bà Cảnh Xuyên gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta mang giấy phép kinh doanh của công ty đến. Tình cảm nào có tác dụng ở đây. Vở kịch đã bắt đầu, Tạ Nhất Minh cũng nhập vai. Anh ta nghiêm khắc quát lớn Giang Thời Hy: tôi đã nói sao lâu như vậy cô còn chưa đến công ty? Thì ra là vướng chân việc riêng. Nếu như không xử lý tốt, ngày mai cô không cần phải đi làm nữa đâu. Tổng giám đốc Tạ, Giang Thời Hy có chút bất đắc dĩ nói. Ngoài mặt khó xử, nhưng trong lòng cô thì lại thấy buồn cười. Tên này diễn trò đúng là rất giống thật. Vậy là do tôi hiểu lầm. Mẹ Giang khúm núm. Đúng lúc mẹ Giang muốn đi, Tạ Nhất Minh lại mở miệng nói: từ từ đã, nợ nần của chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu, làm sao mà bà có thể đi? Mẹ Giang bị dọa đến mức cả người run rẩy. Tôi... chúng ta làm gì có nợ nần gì đâu mà tính. Bà ta nhìn thấy Tạ Nhất Minh mở cửa chiếc xe sang trọng ra, trên người mặc toàn là hàng hiệu, đồ trang sức quý giá, lập tức nhận ra người này không dễ chọc. Thế nhưng lợi ích sắp tới tay quá mức khổng lồ, cho nên bà ta mới không để ý đến hiện thực tàn khốc. Mưu toan muốn chiếm công ty của tôi, còn mở miệng kiêu ngạo nhục mạ công nhân viên của tôi. Tôi sẽ kiện bà ra tòa. Chắc phán 3 năm tù cũng không nhiều lắm, rất nhanh sẽ được thả ra thôi. Tạ Nhất Minh cố ý hù dọa mẹ Giang. Mẹ Giang không hiểu biết nhiều, bà cũng chỉ là làm những việc nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi với người khác, sao có thể hiểu rõ pháp luật. Cái này tôi đã biết sai rồi, cậu còn không vừa lòng hay sao? Có người nói con gái của tôi chính là bà chủ của công ty này, đương nhiên là tôi không tin. Vừa rồi tôi cũng chỉ nói đùa với con gái mình mà thôi, tôi cũng không tin nó có thể tự mình mở một công ty riêng. Bây giờ mẹ Giang bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, cả người run rẩy như con chim cút, không biết phải làm như thế nào cho đúng.
Mà lúc này Tạ Nhất Minh cũng quay ra nhìn Giang Thời Hy, ý anh ta chính là cô muốn làm gì thì tự mình xử lý, bây giờ bà ta cũng không thể khoa chân múa tay gì nữa rồi. Giang Thời Hy cũng biết Tạ Nhất Minh đang chút giận giúp mình, những hành động ban nãy của bà Cảnh Xuyên cũng là giúp cô gài bẫy mẹ Giang. Cô lạnh mặt nói với mẹ Giang, được rồi, mau trở về đi. Nếu như bà cứ ở lì ở mãi ở đây không đi thì một phân tiền bà cũng không được. Thái độ của Giang Thời Hy rất rõ ràng, cô sẽ không cho bà ta tiền. Mẹ Giang vừa nghe được lời này của cô lập tức tức giận, vừa định nổi giận thì liền bị hai ngọn núi lớn là Tạ Nhất Minh và bà Cảnh Xuyên hù dọa, cuối cùng đành phải khúm núm đi về. Đúng là khúm núm, ngay cả một tiếng cũng không dám ho he, bởi vì bà ta sợ Tạ Nhất Minh sẽ nhốt bà ta vào ngục giam đợi đến hết 3 năm hay 5 năm. Bà ta không thể dây dưa với những người ở đây. Bây giờ Giang Thời Hy cô đã có chỗ dựa, cũng không để tất cả mọi người trong nhỏ Giang vào trong mắt, mãi mới có thể đuổi được mẹ Giang đi. Giang Thời Hy thở dài một hơi, cuối cùng có thể làm cho mang tai của mình yên lặng không ít. Hi hi, cái nhà này sao có thể quá đáng như thế. Cô không nghĩ đến việc làm cho bọn họ phải mở to mắt ra mà nhìn hay sao? Ngay từ đầu Tạ Nhất Minh đã biết những người bố mẹ nuôi của Giang Thời Hy không phải là loại tốt đẹp gì. Hôm nay mẹ Giang đến đòi tiền Giang Thời Hy, anh ta tưởng tượng nếu bà Cảnh Xuyên không bảo mình mang theo giấy phép kinh doanh của công ty tới, chỉ sợ mẹ Giang nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Còn may là ban đầu Giang Thời Hy để Tạ Nhất Minh đứng tên làm pháp nhân, chính là vì phòng ngừa một ngày nào đó người nhỏ Giang biết được khả năng của Giang Thời Hy, tất cả đều bám vào Giang Thời Hy để uống máu ăn thịt. Không cần, bọn họ đã có báo ứng. Giang Nhược Hân đã bị bệnh trầm cảm, toàn bộ nhỏ Giang sợ là không thể sống yên ổn. Người bị bệnh trầm cảm rất kinh khủng, mà lúc nóng này thì chứng bệnh này thậm chí càng tồi tệ hơn. Mấy năm tới Giang Nhược Hân không thể sống tốt được. Tốt rồi, tôi không quen nhìn người khác khi dễ bắt nạt cô, bất kể là ai đi nữa, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên đánh họ. Tạ Nhất Minh siết chặt tay, thậm chí còn có thâm ý nhìn thoáng qua bà Cảnh Xuyên. Trong lòng anh ta cũng tự tăng thêm một câu, kể cả người mà cô thích cũng không ngoại lệ. Giang Thời Hy có chút cảm động, nhưng mở miệng lại nói, mau đi đi, cả ngày chém chém giết giết, anh có thời gian này còn không bằng giúp tôi quản lý sự vụ của công ty nhiều thêm một chút. Anh có biết bà chủ của anh loay hoay bận đến mức chân không chạm đất hay không? Anh còn muốn tranh thủ nghỉ ngơi hay sao? Tạ Nhất Minh cũng biết cô thực sự rất mệt mỏi, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ rồi lập tức trở về xử lý sự vụ. Hai người cười cười nói nói, trong lúc nhất thời quên đi bà Cảnh Xuyên đang đứng ở bên cạnh. Anh nhìn thấy quan hệ của hai người thân mật như vậy, trong lòng có một chút khó chịu. Khó chịu bởi vì cũng chưa thấy cô thân thiết với mình như vậy bao giờ. Cho đến khi Giang Thời Hy chú ý tới, cô kinh ngạc nói, Tổng Giám Đốc Bạc, ngài còn chưa đi à? Lại nữa, lần này Tổng Giám Đốc Bạc càng khó chịu. Tôi đang đợi đối tác. Vì để cho mình không trở nên chật vật quá mức, bà Cảnh Xuyên tìm cái cớ ngay cả chính mình cũng cảm thấy không thuyết phục được, đợi đối tác ở dưới tầng của WQ. Thế nhưng Giang Thời Hy không có vạch trần anh, cũng chẳng mời anh vào công ty, lập tức nói tạm biệt rồi cùng Tạ Nhất Minh đi lên tầng. Cô cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để cho bà Cảnh Xuyên đi vào, bởi vì biểu hiện gần đây của anh vô cùng kỳ quái. Thậm chí Giang Thời Hy cũng hoài nghi những nhất cử nhất động này của anh có phải là anh cũng có cảm tình với cô không. Thế nhưng cô không biết phải làm như thế nào để tin tưởng anh. Dù sao một tháng trước anh vẫn còn muốn cô lấy chứng quyên ra, đồng thời ly hôn với anh. Tạ Nhất Minh nhìn thấy thần sắc cô đơn của Giang Thời Hy, trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh muốn nói với cô rằng, đừng nhìn bà Cảnh Xuyên nữa, nhìn tôi này, tôi cũng rất ưu tú, cũng rất cố gắng chứng minh bản thân mình ở trước mặt cô. Thế nhưng anh ta biết rõ, những thứ như tình yêu này không phải là thứ có thể dịch chuyển. Đừng suy nghĩ về anh ta nữa, thực sự không được. Suy nghĩ tới tôi một chút thôi. Tạ Nhất Minh thận trọng mở miệng, lời này vừa nói ra, anh ta cũng không dám nhìn Giang Thời Hy. Đương nhiên Giang Thời Hy cũng hiểu rõ ý tứ của anh ta. Thế nhưng bây giờ cô đang rất bối rối, bất an, làm sao có thể chấp nhận một người đàn ông khác chứ? Anh nói đùa gì thế? Tôi cũng cưới chồng 2 lần rồi, huống chi tôi coi anh như là anh trai của mình, thế nên tôi sẽ không đến với anh. Nghe qua thì giống như là một câu trêu chọc, nhưng Tạ Nhất Minh nghe rõ được sự từ chối ở trong đó. Tốt nhất là cô đừng có tới tìm tôi,
tôi đã có cô gái mà mình thích rồi. Tạ Nhất Minh chịu đựng khó chịu trong trào dâng trong lòng, cố gắng nở một nụ cười. Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, chỉ cần một câu là rõ, không cần thiết phải nói quá nhiều. Thế nhưng Tạ Nhất Minh lại nhớ tới một việc. Người nhỏ Giang muốn dẫn Giang Nhược Hân ra nước ngoài chữa bệnh. Cô có muốn gặp bọn họ một chút không? Thật ra Giang Thời Hy đã sớm chuẩn bị xong tiền dưỡng lão cho bố mẹ nuôi nhỏ Giang. Nó vẫn luôn nằm trong thẻ của cô. Cô cũng không phải là người lòng lang dạ sói. Thế nhưng về sau xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên cô không thể bình tĩnh mà đối mặt với bọn họ nữa. Không cần đâu. Có thời gian rảnh tôi sẽ hẹn bác Giang ra ngoài, sau đó đưa tiền cho ông ta là được rồi. Trải qua sự việc như buổi sáng một lần, Giang Thời Hy cũng không muốn tiếp tục đến gặp mẹ con nhỏ Giang nữa. Tạ Nhất Minh vò đầu. Được. Buổi chiều ngày thứ hai, đúng lúc bố Giang đang nom com trông con gái ngủ trưa thì nhận được một cuộc điện thoại mà ông ấy không bao giờ ngờ tới. Trên màn hình hiện lên số của Giang Thời Hy. Ông ta nhìn thấy cái tên này thì trong lòng cảm thấy hơi thấp thỏm, thế nhưng vẫn bấm vào nút nghe. Xin chào. Ông ta bứt rứt bất an. Giang Thời Hy không thường xuyên gọi điện thoại cho ông ta, hơn nữa ông ta cũng không biết đối mặt với con gái nuôi này như thế nào. Bố à, bố có rảnh không ạ? Con có nhiều thứ muốn đưa cho bố. Giọng điệu của Giang Thời Hy vô cùng bình tĩnh, việc này khiến bố Giang có chút ngoài ý muốn. Có. Lúc nào? Ông ta vội vàng nói. Vậy bây giờ luôn đi. Ngay ở quán cà phê gần ở bệnh viện. Con sẽ nói địa chỉ cho bố biết. Bố chỉ cần đến đó là được. Được. Bố Giang gật đầu, không nói tới hai câu nói, lập tức cúp máy. Giang Thời Hy nói có thứ muốn đưa cho ông ta, không biết là thứ gì. Nửa tiếng sau, bố Giang ngồi đối diện với Giang Thời Hy tại quán cà phê. Không biết con gọi bố đến là có chuyện gì? So với vẻ mặt lạnh nhạt của Giang Thời Hy, bố Giang thì có vẻ hơi co quắp. Giang Thời Hy không nói chuyện, chỉ lấy một cái thẻ đặt lên bàn đưa cho ông ta. Một chiếc thẻ ngân hàng. Đây là ý gì? Bố Giang có vẻ hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết hôm qua mẹ Giang không nhận được số tiền mà bà ta yêu cầu, còn nói công ty không phải là của Giang Thời Hy, cô cũng chỉ là một nhân viên làm công mà thôi. Bọn họ cũng từ bỏ luôn suy nghĩ đòi tiền của Giang Thời Hy. Hôm nay Giang Thời Hy lại đưa cho ông ta một chiếc thẻ ngân hàng là có ý gì? Trong này có 5 triệu. Giang Thời Hy nhìn ra sự kinh ngạc của bố Giang. Đây là tiền lương con ứng trước. Con biết mọi người muốn dẫn Giang Nhược Hân đi chữa bệnh, rất cần tiền. Số tiền này cũng tương đương với việc con báo đáp công ơn hai người nuôi dưỡng, giáo dục con. Thật ra Giang Thời Hy vô cùng biết ơn khi bố Giang đưa cô về nhà, nhưng những việc này cũng không thể xóa đi sự bóc lột mà nhà họ Giang dành cho cô trong những năm gần đây. Số tiền này bố không thể nhận. Ông ta vốn tưởng rằng là của Giang Thời Hy, không ngờ đây lại là tiền lương tạm ứng, đương nhiên ông ta sẽ không cần. Giang Thời Hy không ngờ rằng ông ta lại không cần. Dù sao thì nếu bố Giang không đồng ý với mẹ Giang thì mẹ Giang cũng sẽ không tới tìm cô đòi tiền. Mau nhận lấy đi, con cũng tiết kiệm được chút tiền. Không cần lo lắng cho con. Giang Thời Hy cũng nói đến vậy rồi, cho nên bố Giang cũng không từ chối nữa mà nhận lấy tấm thẻ. Giang Nhược Hân chữa bệnh phải bỏ tiền, cầm nhiều tiền cũng an toàn hơn một chút. Ai biết được căn bệnh này của cô ta phải chữa trị đến khi nào. Được, con chỉ nói như vậy thôi. Nếu như không có việc gì nữa thì con đi trước. Tình cảm của Giang Thời Hy và bố Giang cũng không sâu đậm. Cũng có thể nói ban đầu vốn là có chờ mong, hy vọng, nhưng về sau dần dần lớn lên đã không còn nữa. Tấm lòng yêu thương của bố mẹ nhỏ Giang chỉ dành cho con gái ruột của bọn họ, còn đối với cô con gái nuôi này thì không có giá trị gì với họ. Được, con ở trong nước chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu rảnh, bố Giang vừa định nói có rảnh thì đến chơi với chúng ta, thế nhưng lời vừa đến bên khóe miệng thì lại nuốt xuống. Bộ dạng bây giờ của bọn họ như thế này, làm sao có thể lui tới. Hãy sống với cảnh duyên thật tốt. Cuối cùng bố Giang khó khăn thốt ra câu này. Giang Thời Hy gật đầu. Có thể sống tốt cùng với bà Cảnh Xuyên hay không cô cũng không chắc. Hai người ở đây, mỗi người một ngả. Bố Giang nhìn tấm thẻ trong tay, lần đầu tiên ông ta kinh ngạc, còn có sự áy náy vô cùng. Có vẻ như lúc trước ông ta đã đối xử quá tệ với đứa con gái nuôi này. Chuyện nhỏ Giang đã đi đến hồi kết. Về sau lúc bọn họ ra nước ngoài, Giang Thời Hy cũng không đi tiễn. Mọi người đều biết mình có quan hệ như thế nào, cho nên không cần giả mù sa mưa.
Gần đây Giang Thời Hy cảm thấy rất kỳ quái. Đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy bóng dáng của Bạc Cảnh Xuyên. Mấy ngày trước còn chê anh phiền, nhưng khi nhìn thấy Bạc Cảnh Xuyên như thế, trong lòng Giang Thời Hy vẫn cảm thấy vui vẻ. Chẳng lẽ lại bị cô làm tổn thương? Không đến mức như vậy chứ. Những lời này trước kia cô cũng đã nói, dù sao trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không thông. Hi hi, cô có nghe nói gần đây tập đoàn Bạc Thị không rõ bị công ty nào đả kích, giá đấu thầu của công ty bị tiết lộ ra ngoài, cổ phiếu rớt giá kịch liệt, chúng ta có nên xử lý trước không? Tạ Nhất Minh dần dần giúp Giang Thời Hy xử lý một chút chuyện của công ty, cho nên gần đây Giang Thời Hy không bận lắm. Thật sao? Cô đang ăn cơm nhưng ngẩng đầu lên ngay lập tức. Làm sao bây giờ? Ví dụ sớm giải ước với tập đoàn Bạc Thị. Tôi thấy tập đoàn Bạc Thị bây giờ khá nguy hiểm. Nghe nói gần đây Bạc Cảnh Xuyên bận đến sứt đầu mẻ trán, các quản lý cấp cao của Bạc Thị đều phản đối anh ta. Tạ Nhất Minh trải qua sự việc lần trước đã thay đổi rất nhiều về cách nhìn về Bạc Cảnh Xuyên. Mặc dù bây giờ quan hệ hai người là tình địch cạnh tranh, nhưng người cơ trí như Bạc Cảnh Xuyên, Tạ Nhất Minh rất thưởng thức. Không cần. Giang Thời Hy từ chối rất quả quyết. Bạc Cảnh Xuyên là hạng người gì cô là người biết rõ nhất, làm sao có thể vì một chút chuyện nhỏ mà tùy ý bị đánh ngã cơ chứ. Mặc dù chúng ta có tình cảm khá sâu đậm với Bạc Cảnh Xuyên, nhưng vẫn phải cân nhắc đến lợi ích của công ty. Tạ Nhất Minh là không sai. Cái này khiến Giang Thời Hy im bặt trong nháy mắt. Bây giờ cô là tổng giám đốc của công ty, mọi quyết định đều phải suy nghĩ đến lợi ích của công ty. Giang Thời Hy suy nghĩ một lúc. Chuyện này anh cho tôi suy nghĩ lại một chút. Kể cả Bạc Cảnh Xuyên không có quan hệ gì với bọn họ, làm cộng sự hợp tác với bọn họ, cũng không nên bỏ đá xuống giếng. Nếu đưa ra giải ước vào lúc này, chẳng phải là đã rét vì tuyết lạnh, lại lạnh vì xương sao? Cục diện bây giờ của Bạc Cảnh Xuyên, Giang Thời Hy cảm thấy còn chưa tới kết quả xấu nhất. Chỉ cần tìm ra người đang đả kích tập đoàn Bạc Thị là được, biết nguyên nhân mới có thể trị tận gốc. Được, nhưng tôi hy vọng cô mau chóng đưa ra quyết sách. Sắc mặt của Tạ Nhất Minh trở nên nghiêm túc. Dù sao bây giờ nguy cơ của Bạc Thị không phải mới lớn một chút xíu. Nghe nói công ty đối thủ đã bắt đầu thu mua hầu hết cổ phiếu rải rác của tập đoàn Bạc Thị. Rõ ràng đối phương có chuẩn bị mà đến, muốn lật đổ Bạc Thị. Mà Giang Thời Hy trố mắt chỉ chốc lát. Nói cách khác, trước mấy ngày anh không đến là bởi vì công ty xảy ra vấn đề. Không biết vì cái gì, sau khi biết tin tức này, cô thở dài một hơi. Được, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ đề nghị của anh. Giang Thời Hy gật đầu. Đợi tới lúc Tạ Nhất Minh đi ra ngoài, Giang Thời Hy mới phát hiện mình đang nắm chặt đôi đũa trong tay đến mức đỏ bừng. Không được, cô phải gọi điện hỏi xem Bạc Cảnh Xuyên rốt cuộc là như thế nào. Điện thoại vang lên một tiếng, lập tức kết nối. Đầu kia, Bạc Cảnh Xuyên đang ở trong cuộc họp. Lúc nghe được tiếng chuông vang lên, Bạc Cảnh Xuyên ra hiệu đám người không được nói chuyện, còn mình thì đi ra phòng họp nghe máy. Anh rất kinh ngạc, không ngờ Giang Thời Hy lại gọi điện thoại cho mình. Xin chào, tôi là Bạc Cảnh Xuyên. Cách nói chuyện của anh vô cùng nghiêm túc, mà Giang Thời Hy đã lâu không được nghe giọng của anh, bây giờ nghe xong suýt rơi nước mắt vì xúc động. Nhưng bây giờ cô không có thời gian để thể hiện tình cảm, cô cần làm rõ ràng nguy cơ hiện tại mà Bạc Thị đang gặp phải. Nghe nói tập đoàn Bạc Thị đang gặp khủng hoảng, anh có cần em giúp đỡ gì không? Đây không phải lần đầu tiên Giang Thời Hy gọi điện cho Bạc Cảnh Xuyên, nhưng đây là lần đầu tiên cô nói chuyện công việc với anh. Cô đã từng gọi vô số cuộc điện thoại hỏi Bạc Cảnh Xuyên xem anh có trở về nhà hay không. Có lẽ hai người đều đã nghĩ đến việc này, cho nên trầm mặc một chút. Có một chút chuyện xảy ra, nhưng nói chung vẫn ổn. Có thể nghe được Bạc Cảnh Xuyên nói như vậy, tâm trạng đang treo lơ lửng của Giang Thời Hy cũng nhẹ hơn nửa. Nếu có chỗ nào hỗ trợ, Đáp Niu Quy sẽ cố gắng hết sức. Giang Thời Hy nói không phải chính cô mà là công ty. Nghe được lời nói của cô gái ở đầu kia, lông mày của Bạc Cảnh Xuyên giãn ra. Anh liên tục làm việc mười mấy tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, mới mở miệng trầm thấp, thuần hậu, giống như là âm thanh của đàn cello nói. Lo lắng cho anh như vậy sao? Phản ứng đầu tiên của Giang Thời Hy chính là, đã đến lúc nào rồi mà anh còn thời gian nói đùa? Em nói nghiêm túc, không có nói đùa. Hai nhà chúng ta bây giờ xem như là cộng sự hợp tác, giúp anh bảo vệ tập đoàn Bạc Thị cũng tương đương với việc bảo vệ việc buôn bán của mình. Sợ anh hiểu lầm, Giang Thời Hy vội vàng giải thích. Có đúng không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến trầm thấp tiếng cười. Giang Thời Hy thầm mắng, yêu nghiệt. Yêu nghiệt này học được cách nói mê người như vậy từ khi nào? Nghe đến lỗ tai cô cũng tê dại. Giang Thời Hy có một đam mê nho nhỏ,
Đó chính là thanh khống mà giọng nói của bà Cảnh Xuyên lại vừa vặn dẫm lên điều này của cô. Dùng giọng này nói với cô quả thực chính là ý trời mà. Chắc chắn là như vậy, Giang Thời Hy nhỏ giọng thì thầm. Đến lúc nào rồi còn dùng giọng nói quyến rũ anh? Bà Cảnh Xuyên ở đầu dây bên kia tất nhiên là nghe được cô đang tự lẩm bẩm. Anh thầm nghĩ có thể dùng giọng nói câu dẫn cô là được rồi. Anh còn tưởng em gọi điện tới tìm anh để hủy hợp đồng. Bà Cảnh Xuyên giống như đang nói đùa lại giống như là nghiêm túc. Thật ra đến bây giờ cổ phiếu của tập đoàn Bạc Thị rớt lại tiếp tục rớt. Đã có rất nhiều đối tác gọi điện thoại đến nói muốn hủy hợp đồng trước thời hạn với họ. Hiện tượng này rất bình thường. Một khi xuất hiện dao động thì mọi người đều cân nhắc đến lợi ích của công ty mình, nên việc hủy hợp đồng cũng rất phù hợp với lẽ thường. Cho nên trong suy nghĩ của bà Cảnh Xuyên, nếu Giang Thời Hy tới tìm anh hủy hợp đồng thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Mà Giang Thời Hy nghe thấy như vậy thì xù lông nói, làm ăn quan trọng nhất là bàn về nhân phẩm. Nếu như lúc này em đưa ra quyết định hủy hợp đồng với anh thì không phải đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương sao? Nghe được lời Giang Thời Hy nói, trong lòng bà Cảnh Xuyên hơi ấm áp. Cô gái anh đã từng tổn thương này cũng sẽ đứng ở góc độ của anh mà suy nghĩ cho anh. Bà Cảnh Xuyên đã sớm nhìn thấu lòng người lạnh lẽo. Và lúc công ty rung chuyển, tất cả mọi người chỉ lo lắng đến lợi ích của mình, thì lời này của Giang Thời Hy khiến anh cảm thấy vô cùng trân quý. Bà Cảnh Xuyên phát ra một âm tiết trong điện thoại. Cho nên chuyện này anh có nắm chắc có thể xử lý ổn thỏa không? Giang Thời Hy hỏi. Tuy rằng em và anh cùng một chiến tuyến, nhưng em cũng phải cho nhân viên công ty tôi một lời giải thích. Nếu đến lúc đó tiền bồi thường không còn một xu, không phải em sẽ phải ngủ ở gầm cầu sao? Ở dưới gầm cầu lạnh lẽo, cô mới không muốn ngủ ở đó. Nghe thấy nét nhí nhảnh từ giọng nói của cô gái đối diện, anh nở nụ cười. Yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để cho em ngủ dưới gầm cầu đâu. Công ty WQ nghiệp vụ rộng lớn, có thể so sánh với tập đoàn Bạc Thị, làm sao có thể bởi vì một việc làm ăn không thành công mà phá sản. Chỉ là hôm nay họ cần phải ở trong cục nghĩ một phương pháp phá giải. Đầu tiên là phải tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau tất cả những biến động này là ai. Nói chuyện với bà Cảnh Xuyên một lúc, Giang Thời Hy càng tin tưởng anh hơn. Vì thế khi lãnh đạo công ty WQ mở một cuộc họp nhỏ để thảo luận chuyện hủy hợp đồng với tập đoàn Bạc Thị hay không, thì cuối cùng Giang Thời Hy vẫn ủng hộ tập đoàn Bạc Thị, nói tất cả hậu quả cô sẽ gánh chịu. Cấp cao đều cảm thấy cô tuổi trẻ nông nổi, nhưng cô biết bà Cảnh Xuyên là người có thể tín nhiệm. Mà bên tập đoàn Bạc Thị, các lãnh đạo cấp cao đều bận rộn đến chân không chạm đất, mọi người mệt mỏi không ngừng kêu khổ. Nhưng nếu tập đoàn Bạc Thị không chịu nổi đả kích lần này, vậy thì họ sẽ không có lương, cho nên dù mệt hơn vất vả hơn cũng không sao. Tổng giám đốc Bạc, bây giờ phải làm sao? Vẫn chưa tìm ra được người đứng sau lưng chúng ta, trước tiên phải nghĩ ra biện pháp ổn định thế cục trước mắt mới được chứ. Tất cả mọi người đều rất tin tưởng bà Cảnh Xuyên, dù sao thì tập đoàn Bạc Thị dưới sự lãnh đạo của anh đã được nâng cao thêm một bậc. Đừng hoảng hốt, nếu đã làm ắt sẽ lộ ra dấu vết. Điều cần làm bây giờ đó là cố gắng giữ chân những khách hàng trước đó, ngăn tổn hại trước tiên. Huống chi tập đoàn Bạc Thị có nội tình như vậy, sẽ không nhanh như vậy mà lặn xuống. Về việc điều tra người sai khiến phía sau màn như thế nào, bà Cảnh Xuyên đã có biện pháp. Được, vậy cứ làm theo lời của anh. Mọi người giao toàn bộ tín nhiệm cho bà Cảnh Xuyên. Mà bà Cảnh Xuyên sau khi trở lại văn phòng đã gọi một cú điện thoại. Alo, Tổng Giám đốc Bạc, tìm tôi có chuyện gì? Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nam nghiêm túc. Điều tra kỹ lai lịch công ty nước ngoài cho tôi. Tốt nhất là có thể điều tra được lai lịch nhân viên của bọn họ. Bà Cảnh Xuyên trầm giọng nói. Tiện thể điều tra kỹ lưỡng từng người một lượt. Không sai, bà Cảnh Xuyên đã tra được người động thủ với tập đoàn Bạc Thị lần này thật ra là một công ty ở nước ngoài, người cầm quyền hẳn là người Trung Quốc. Về việc tại sao lại muốn đả kích tập đoàn Bạc Thị rất đơn giản, nói chung là có hai mục đích. Mục đích thứ nhất đó là công ty kia muốn tiến quân vào thị trường trong nước, mà tập đoàn Bạc Thị với tư cách là công ty đầu dòng của thị trường trong nước chắc chắn sẽ là đối tượng khai đao đầu tiên. Mục đích thứ hai cũng rất đơn giản, đó là người đó có thù oán với tập đoàn Bạc Thị. Mục đích thứ nhất bọn họ đã phân tích qua, chỉ là bây giờ tập đoàn Bạc Thị rung chuyển nhanh chóng vòng 10 ngày như vậy cũng chưa có người đến liên lạc với bọn họ. Điều này cũng nói rõ bọn họ không phải đến để khống chế tập đoàn Bạc Thị. Anh nghi ngờ trong này có kẻ thù của gia đình anh. Người ở đầu dây bên kia biết tình hình hiện tại của tập đoàn Bạc Thị, nhưng anh chỉ là một nhân viên tình báo cũng không giúp được việc lớn gì.
Chỉ là hoài nghi. Đợi đến khi tra được danh sách nhân viên của đối phương, sau khi điều tra kỹ lưỡng bọn họ, thì có lẽ nghi hoặc trong lòng bà Cảnh Xuyên có thể sẽ được giải đáp. Chuyện bà Cảnh Xuyên nảy sinh nghi ngờ thì 80-90% đều là sự thật. Anh cứ yên tâm. Được rồi, chút chuyện này cứ để lên trên người tôi. Có cần tôi giúp anh hack vào máy tính của tổng giám đốc bọn họ, đánh cắp một chút cơ mật thương mại gì đó hay không? Người bên kia điện thoại nói đùa. Được rồi, nếu như cậu tra ra được nhân viên bọn họ lại làm ra chuyện gì không chính đáng, chỉ sợ bọn họ đều phải ngồi tù mục xương đi. Đâu chỉ là ngồi tù mục xương, khả năng tòa án quân sự còn phải luân phiên thẩm vấn. Được nha anh trai, tôi chỉ đùa một chút thôi. Người nọ nháy mắt dù cười không nổi, nhưng đây cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Biết là được rồi, nhanh điều tra đi, nhanh lên. Giọng điệu bà Cảnh Xuyên trở nên nghiêm túc, người kia cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Sau khi cúp điện thoại, bà Cảnh Xuyên nhanh chóng đi đến nơi này. Nơi này là một nghĩa trang, bên trong mai táng người cầm quyền đời trước của nhỏ Bạc, cũng tức là bố của bà Cảnh Xuyên. Bà Cảnh Xuyên nhìn ảnh chụp trên bia mộ, lờ mờ có thể thấy được nét hào hùng giữa lông mày của ông ta. Theo lý thuyết đây phải là một người chính trực, nhưng ai có thể nghĩ đến người chính trực này lại tìm Tiểu Tam chứ? Sự kiện năm đó thiếu chút nữa đã khiến nhỏ Bạc tan nhà nát cửa. Lúc ấy bà Cảnh Xuyên còn nhỏ, không biết tại sao mà sau đó mẹ và ông nội cũng không giải thích với anh điều gì, mà anh cũng vẫn luôn không hiểu tại sao bố mình lại ngoại tình. Ông ta phản bội cái nhà này, dẫn đến việc mẹ anh như biến thành một người khác, trở nên chanh chua cay nghiệt, tính tình thì nóng nảy. Bố bà Cảnh Xuyên luôn là bí mật nhà họ Bạc không muốn nhắc đến. Khoảng thời gian mất mặt như vậy cuối cùng vẫn bị che giấu theo thời gian. Tôi cảm thấy là cậu ta trở về. Ông cảm thấy thế nào? Bà Cảnh Xuyên thì thào tự nói với bản thân mình. Từ khi điều tra được công ty này đến từ nước ngoài và càng nhận ra mục đích đằng sau của công ty này, bà Cảnh Xuyên mới có suy đoán như vậy. Một công ty ngay cả giao tiếp cơ bản nào cũng không có, tại sao lại đột nhiên chèn ép Bạc Thị? Anh nghe ông nội nói qua, lúc trước đứa con riêng kia bị đưa ra nước ngoài, anh ta đã dẫn theo mẹ của mình, cho nên anh mới nghĩ đến chuyện này, sai người đi điều tra. Đây là lỗi của ông. Bà Cảnh Xuyên cười giễu một tiếng, quay đầu đi. Vài ngày sau, trước đó Giang Thời Hy vẫn luôn bận rộn chuyện của mình. Để đứng vững trước áp lực của cổ đông trong công ty, việc cô công khai ủng hộ tập đoàn Bạc Thị, điều này đã khiến công ty xuất hiện rất nhiều lời oán hận, nên cô lại càng thêm bận rộn. Tạ Nhân Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô. Tuy anh ta vẫn luôn không ủng hộ cách làm này của cô, nhưng vẫn tận tâm tận lực giúp cô trấn an cổ đông. Cổ phiếu của tập đoàn Bạc Thị lên lại rồi. Thấy Tạ Nhất Minh đi tới, Giang Thời Hy vui vẻ nói. Ý cười trong mắt cô khiến ngay cả Tạ Nhất Minh cũng bị lây nhiễm. Nhưng trong lòng anh ta vẫn chua giống như là ăn chanh vậy. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng cổ phiếu cũng ổn định. Cổ phiếu của tập đoàn Bạc Thị gần đây giảm liên tục. Một lượng lớn cổ đông đã bán vội cổ phiếu trong tay, mà những cổ phiếu bị bán đi này từng chút gom lại vào trong tay một người. Đây cũng là việc Giang Thời Hy phát hiện sau khi gọi điện thoại cho bà Cảnh Xuyên. Sau đó cô cũng bắt đầu dùng tiền trong tay thu hồi những cổ phần lẻ có trong tay các cổ đông. Hiện nay tập đoàn Bạc Thị đầu tư vào thị trường chứng khoán, về cơ bản toàn bộ đều nằm trong tay Giang Thời Hy và người thần bí kia. Mặc dù không biết người nọ muốn làm gì, nhưng dưới tình huống cổ phiếu rất thảm như vậy lại mua vào với số lượng lớn, chắc chắn là có mục đích không trong sạch. Tình huống này bà Cảnh Xuyên cũng phát hiện. Giang Thời Hy gọi điện thoại cho anh. Alo. Sau lần gọi điện thoại lúc trước, cô vẫn còn rung động. Giang Thời Hy mím môi, hơi khẩn trương nói. Chuyện gì thế? Bà Cảnh Xuyên nhìn thấy là cô gọi tới, mặc dù giọng điệu trong điện thoại vẫn lạnh như băng, nhưng khóe miệng lại vô thức nhếch lên. Giang Thời Hy đang giải quyết việc chung, đương nhiên không quan tâm giọng điệu của anh như thế nào, mà vẫn hỏi anh một câu. Anh đang bận sao? Có phải em đã quấy rầy anh rồi không? Không có, bây giờ anh đang rảnh. Bà Cảnh Xuyên nhìn thoáng qua trợ lý Lý bên cạnh, ánh mắt ám chỉ. Trong lòng trợ lý Lý hiểu rõ tổng giám đốc nhà mình đây là có ý với tổng giám đốc Giang. Rõ ràng bận muốn chết lại nói với tổng giám đốc Giang một chút cũng không bận. Không biết tại sao trợ lý Lý luôn có một ảo giác đứa nhỏ nhà mình đã trưởng thành rồi. Cuối cùng tổng giám đốc nhà mình cũng biết cách ở chung với con gái. Giang Thời Hy nghe thấy anh nói không vội, cũng tin dù sao bà Cảnh Xuyên trong ấn tượng của cô không phải là loại người thích nói dối người khác. Là như vậy, tôi nhận được một phần cổ phần lẻ từ cổ đông, nhưng trước khi tôi phát hiện có người đã thu mua
cho nên tôi cảm thấy các anh nên bắt đầu điều tra từ phương diện này, chắc sẽ có thu được kế hoạch. Thật ra Giang Thời Hy nói xong là muốn nghe được một câu khích lệ từ bà Cảnh Xuyên, dù sao cô cũng phát hiện điểm đột phá từ bên này. Nhưng bà Cảnh Xuyên lại trầm mặc trong chốc lát. Giang Thời Hy cảm giác mình giống như là một nhân viên nhỏ tiếp nhận thẩm tra của lãnh đạo vậy, trong lòng còn có chút lo lắng. Qua hồi lâu, bà Cảnh Xuyên bên kia nói một tiếng cảm ơn rồi trả lời: anh vừa mới xem qua thị trường chứng khoán, phát hiện được chuyện những cổ phiếu lẻ này. May nhờ có em nhắc nhở, bằng không rất có khả năng anh sẽ bị người có tâm viết báo. Trợ lý Lý hơi cạn lời, nhìn màn hình trên máy tính bà Cảnh Xuyên đã sáng lên những xu thế cổ phiếu cho tới trưa. Nghĩ thầm, tổng giám đốc cũng quá giỏi, đàn ông bình thường sẽ không làm như vậy. Mà Giang Thời Hy ở đầu dây bên kia rõ ràng là vui mừng nói: thật sao? Âm thanh nâng cao lên không ít, giọng nói của cô thiên về nhẹ nhàng hơn, nhưng hiện tại rõ ràng âm thanh mang theo cảm xúc. Nghe được giọng nói của cô là có thể nghĩ đến cô hiện tại có bao nhiêu vui vẻ. Ừ, có rảnh không? Anh mời em đi ăn. Bà Cảnh Xuyên bổ sung một câu: coi như là tôi cảm ơn em đã phát hiện ra manh mối quan trọng như vậy cho anh. Nếu anh đã nói như vậy, Giang Thời Hy không thể không đi. Được, anh bận như vậy, để em tới tìm anh đi. Giang Thời Hy biết bà Cảnh Xuyên là bởi vì nhận điện thoại của mình mới khách khí nói không bận. Với thật ra nghĩ lại, nếu là công ty của cô xảy ra chuyện như thế, làm sao có thể không bận chứ. Gặp nhau ở Ngự Yến Lâu đi. Hiện tại công ty chướng khí mù mịt, anh không muốn cô nhìn thấy những thứ này. Giang Thời Hy không chút suy nghĩ liền gật đầu. Được, vậy em đến đó rồi sẽ nói với anh. Hai người cúp điện thoại. Giang Thời Hy còn có hơi tiếc nuối. Trước kia cô ăn bữa cơm với bà Cảnh Xuyên cũng là một yêu cầu xa vời. Hiện tại bà Cảnh Xuyên lại chủ động mời cô ăn cơm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù chỉ là thay đổi nhỏ, nhưng trong lòng của Giang Thời Hy vẫn vui vẻ. Thứ hai là bởi vì cô được khen ngợi. Thật ra thì từ nhỏ đến lớn Giang Thời Hy chưa từng được khen ngợi. Cô từng nghĩ rằng mình không đủ ưu tú, nhưng sau đó có một giáo viên đã đánh thức cô. Cô giáo nói, thật ra được khen ngợi không phải là do người đó vô cùng ưu tú, mà là do họ không được yêu thích. Còn người yêu em sẽ không keo kiệt mà nói lời khen em. Giang Thời Hy biết mình không được khen không phải bởi vì mình không đủ ưu tú, mà là người nọ không yêu cô. Từ đó về sau, Giang Thời Hy không còn hy vọng người khác khen cô nữa, bởi vì không ai yêu cô ấy cả, ít nhất là trong ngôi nhà đó. Loại bỏ những suy nghĩ này trong đầu, Giang Thời Hy nhanh chóng chạy tới Ngự Yến Lâu. Bà Cảnh Xuyên đã đến. Nhìn bà Cảnh Xuyên mặc bộ đồ vest, Giang Thời Hy vẫn không khỏi động lòng. Đây là người cô thích nhiều năm, sao có thể dễ dàng quên đi được chứ. Tổng giám đốc Bạc, đã lâu không gặp. Giang Thời Hy không biết nên chào hỏi như thế nào, chỉ có thể gật đầu theo công thức. Trợ lý Lý ở một bên nhìn mà sốt ruột. Hai người này rõ ràng là thân phận vợ chồng, lại xa cách giống như người xa lạ vậy. Tổng giám đốc Giang, tốt xấu gì chúng ta cũng là đối tác hợp tác, không cần phải khách khí như vậy. Tổng giám đốc của chúng tôi đã đến sớm chờ cô rồi. Trợ lý Lý cười híp mắt nói. Giang Thời Hy cảm thấy mình đã như ngựa không đừng vó chạy tới. Thì ra bà Cảnh Xuyên cũng coi trọng bữa cơm hôm nay của hai người như vậy. Bà Cảnh Xuyên nghe được trợ lý nói như vậy, trừng mắt liếc anh ta một cái. Chỉ có ngươi biết nói sao? Lần đầu tiên trợ lý Lý bỏ qua ánh mắt của cấp trên, anh ta thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Tổng giám đốc, anh lại bị tranh giành nên tức giận đi. Trong điện thoại trêu chọc người ta như vậy, sau khi nhìn thấy người thật thì lại giống như một khúc gỗ. Bà Cảnh Xuyên nghiêm túc gật đầu. Câu trả lời này là sao? Chẳng lẽ là đang đáp lại những gì trợ lý Lý vừa mới nói hay sao? Sắc mặt Giang Thời Hy hơi ửng đỏ. Cũng ngay hôm nay cô trang điểm, má hồng đã che giấu ửng đỏ trên mặt cô. Chúng ta vào ăn cơm trước đi. Giang Thời Hy thực sự chịu không nổi trạng thái trầm mặc của hai người, ý muốn dùng cơm để giảm bớt xấu hổ. Bà Cảnh Xuyên cũng không có ý kiến gì. Anh nhìn ra Giang Thời Hy chưa thích ứng được, chắc là không quá thích ăn cơm một mình với anh. Sau này ăn thêm vài bữa nữa là ổn thôi, anh nghĩ như vậy. Bà Cảnh Xuyên gọi vài món ăn chiêu bài, sau đó đưa thực đơn cho Giang Thời Hy ngồi đối diện anh. Em xem thử đi. Em có thích ăn món gì không? Ngón tay thon nhỏ của Giang Thời Hy tiếp nhận thực đơn, gọi thêm mấy món cô thích ăn, sau đó đưa lại. Chỉ vậy thôi. Bà Cảnh Xuyên nhìn lướt qua tên món ăn của cô gọi, sau đó âm thầm ghi nhớ sở thích của Giang Thời Hy. Em đã thu bao nhiêu cổ phiếu lẻ đó? Bầu không khí trên bàn ăn dần lạnh xuống. Bà Cảnh Xuyên tìm một chủ đề ngẫu nhiên.
Lúc Giang Thời Hy bị hỏi đến, rõ ràng cô có hơi sừng sốt, sau đó mới lên tiếng. Thật ra cũng không có bao nhiêu, khoảng chừng 5%. Còn người bắt đầu trước chắc là có 10%. Thực ra điều khiến Giang Thời Hy lo lắng chính là người kia nắm cổ phần của tập đoàn Bạc Thị trong tay, chắc chắn có những dự định khác. Dù sao nếu như nắm giữ hơn 10% cổ phần thì đã có thể tiến vào hội đồng quản trị. Có thể bình thường vai trò của hội đồng quản trị không quan trọng lắm, chỉ đơn giản là quản lý công việc của công ty, rồi sau đó đến lúc chia lợi nhuận là được. Nhưng mà một khi dính đến việc thay đổi cấp trên thì trong tay các thành viên ban giám đốc đều có một phiếu quyền phủ quyết. Chuyện này liên quan đến việc bà Cảnh Xuyên không thể tiếp tục nhận vị trí tổng giám đốc của Bạc Thị. Bây giờ Bạc Thị thay đổi nên cũng có không ít cổ đông sẽ có suy nghĩ như vậy. Nếu như anh cần thì em có thể mời luật sư đến vào buổi chiều để sang tên những cổ phần này qua tên của anh. Giang Thời Hy không rõ chuyện phần cổ phần của tập đoàn Bạc Thị lắm. Chuyện phân bổ các cổ phần không được công bố ngay cả công ty niêm yết. Rốt cuộc bà Cảnh Xuyên có bao nhiêu cổ phần trong tay nhỏ Bạc, cô cũng không biết rõ. Người đàn ông phía đối diện rõ ràng có hơi kinh ngạc. Những thứ này đều là do em mua được, lẽ ra nên thuộc về em. Em có giữ lại không có tác dụng gì, còn nếu đưa nó cho anh thì sẽ có ích rất lớn. 5% cổ phần cũng tiêu tốn hàng chục triệu của Giang Thời Hy, vậy mà cô cứ đưa cho anh mà không có lý do gì. Chính bà Cảnh Xuyên cũng hơi kinh ngạc. Tạm thời em không cần dùng đến, anh cứ lấy trước đi. Tập đoàn Bạc Thị chia lợi nhuận mỗi năm một lần, có lẽ 5% cổ phần này sẽ được chia rất nhiều tiền. Thấy người đàn ông không để ý một chút nào, trong lòng Giang Thời Hy nghi hoặc, giọng điệu cũng có chút nghiêm túc. Chắc chắn bây giờ nội bộ của tập đoàn Bạc Thị đang có mâu thuẫn. Nếu như bọn họ không muốn để cho anh nhận được vị trí tổng giám đốc thì tình hình bây giờ của anh rất nguy hiểm. Cô cảm thấy tập đoàn Bạc Thị không đơn giản giống như công ty của mình. Giang Thời Hy nắm giữ đến 52% cổ phần ở WQ, cho nên cô cũng không cần lo lắng hội đồng quản trị sẽ thế nào với mình. Tóm lại là công ty này là của cô có làm như thế nào thì cũng không quan trọng. Nhìn cô gái nhỏ ở phía đối diện đang nghiêm túc phân tích tình thế thay mình, bà Cảnh Xuyên chỉ cảm thấy cô có chút đáng yêu. Anh thầm nghĩ, cô và bản thân anh đã kết hôn nhiều năm như vậy mà ngay cả chồng mình đứng tên bao nhiêu tài sản, bao nhiêu cổ phần cô cũng không biết rõ. Trợ lý Lý đứng ở bên cạnh cũng bật cười ra tiếng. Giang Thời Hy có chút khó hiểu nên hỏi trợ lý Lý, anh cười cái gì thế? Trợ lý Lý lập tức ngừng cười rồi tốt bụng nhắc nhở, tổng giám đốc Giang, có thể cô chưa biết, tổng giám đốc của chúng ta nắm trong tay 60% cổ phần của tập đoàn Bạc Thị. Đến cả bà Cảnh Xuyên cũng hơi nhếch khóe môi lên. Giang Thời Hy nghe anh ta nói như thế thì miệng cũng mở to vì kinh ngạc. 60% cổ phần, vậy là còn nhiều hơn số cổ phần mà cô nắm ở WQ. Sao anh làm được? Giang Thời Hy trợn mắt lên. Lúc anh vừa mới nắm quyền kiểm soát Bạc Thị thì đã có một vài cổ đông không an phận, nên anh đã mua hết số cổ phần trong tay bọn họ. Thực ra lúc bà Cảnh Xuyên vừa mới trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Bạc Thị thì tập đoàn Bạc Thị đang xảy ra một cuộc bạo động lớn. Chính là những cổ đông có cổ phần cố ý gây sự, bọn họ không chấp nhận chuyện anh nhận vị trí này. Và những cổ đông có cổ phần khá lớn chỉ đang quan sát và muốn kéo bà Cảnh Xuyên xuống ngựa. Nhưng lúc ấy bà Cảnh Xuyên dùng thủ đoạn cứng rắn xử lý những cổ đông bạo động kia, thậm chí còn mua lại số cổ phần trong tay bọn họ. Cho nên bây giờ bà Cảnh Xuyên sở hữu hơn 60% cổ phần. Nói cách khác, anh có thể thực hiện tất cả những quyết định về tập đoàn Bạc Thị mà không cần thông qua hội đồng quản trị. Hóa ra là như vậy. Vậy mà em cứ suy nghĩ nhiều. Nhưng mà tập đoàn Bạc Thị bây giờ cũng đang nguy hiểm, anh vẫn nên nhanh chóng đi điều tra người đứng ở sau màn kịch này đi. Nếu còn tiếp tục như vậy, Giang Thời Hy chỉ sợ cũng không kiềm chế được cổ đông của công ty mình. Sắp rồi, bà Cảnh Xuyên bình thản đáp lại. Nhìn biểu cảm bình thản của anh, Giang Thời Hy cảm thấy anh chắc chắn đã nắm chắc phần thắng. Thực ra trợ lý Lý đã tra được không ít, cái bẫy cũng đã được sắp xếp xong để chờ cá lọt lưới. Đúng rồi, khi nào thì anh ký vào đơn ly hôn của chúng ta? Giang Thời Hy chỉ tùy ý hỏi. Mấy ngày nay cô luôn trăn trở một chuyện, mối quan hệ giữa cô và Cảnh Xuyên bây giờ rốt cuộc là như thế nào? Hợp tác sao? Nhưng mà hai người vẫn còn giấy đăng ký kết hôn ở đó, sớm muộn gì cũng phải giải quyết chuyện này. Giang Thời Hy không muốn khiến cho bản thân mình trăn trở quá lâu. Với cô mà nói thì tờ giấy đăng ký kết hôn này chính là xiềng xích. Tất cả những chuyện không tốt đẹp xảy ra trước đây đều bởi vì tờ giấy đăng ký kết hôn này.
Nếu sau khi hai người ly hôn mà bà Cảnh Xuyên lại cảm thấy thú vị với cô và muốn bắt đầu lại thì cô cũng sẽ không có gánh nặng lớn như vậy ở trong lòng. Sau khi câu hỏi vừa dứt, Giang Thời Hy cũng vùi đầu vào ăn cơm và không dám ngẩng đầu nhìn bà Cảnh Xuyên, rốt cuộc anh phản ứng như thế nào. Mà bà Cảnh Xuyên ngồi ở phía đối diện, siết chặt đôi đũa một chút. Anh cũng không ngờ đột nhiên mình bị hỏi về chuyện này. Em rất muốn ly hôn sao? Thực ra sau khi lên tiếng hỏi câu này, trong lòng bà Cảnh Xuyên cũng không yên tâm. Thống trị các trung tâm mua sắm trong nhiều năm, bắt đầu từ buôn bán online, từng bước đưa tập đoàn Bạc Thị trở thành sản nghiệp đứng đầu trong nước, bà Cảnh Xuyên luôn quyết đoán, kiên định và tàn nhẫn. Anh chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ trường hợp nào, nhưng hôm nay, trong căn phòng riêng nho nhỏ này, Giang Thời Hy đã hỏi một câu khiến cho anh có chút không chống đỡ được. Anh vừa muốn cô lập tức đưa ra đáp án, lại không muốn nghe Giang Thời Hy nói cô hận anh. Nghe bà Cảnh Xuyên hỏi như vậy, Giang Thời Hy trả lời lại. Trước đây cuộc sống của em quá thất bại, cho nên em không hy vọng quá khứ lại trở thành xiềng xích của mình. Cô đã cố gắng thoát khỏi quá khứ, nhưng sự thực chứng minh được rằng tất cả mọi thứ đều không giống như quá khứ, ngoại trừ tờ giấy đăng ký kết hôn kia. Nghe cô nói như vậy, bà Cảnh Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. May là không phải vì cô hận anh. Bây giờ tình hình của cả hai càng ngày càng tốt hơn, cô cũng khác hơn trước đây rất nhiều, chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống quá khứ cũng đúng. Nếu tờ giấy đăng ký kết hôn vẫn còn thì có thể Giang Thời Hy đã không còn cách nào mở lòng và làm quen với anh thêm một lần. Nếu nghĩ như vậy thì ly hôn cũng rất tốt. Trong lòng bà Cảnh Xuyên đã loại bỏ đáp án này nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đồng ý với yêu cầu này của cô. Được, anh thỏa hiệp. Chỉ có điều anh thỏa hiệp cũng không phải là bởi vì hai người không còn liên quan gì nữa, mà là muốn dùng một cách mới để làm quen với Giang Thời Hy. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong phòng riêng. Giang Thời Hy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn vì anh đã hiểu. Bà Cảnh Xuyên nghĩ thầm, không cần khách sáo, bởi vì sớm muộn gì chúng ta cũng có thể nhận được giấy đăng ký kết hôn khác thôi. Bây giờ anh đã xác nhận tâm tư của mình, nhưng anh vẫn đang thăm dò. Anh không dám chắc rốt cuộc Giang Thời Hy có ấn tượng tốt với mình hay không. Mấy ngày hôm nay anh cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây, đến cả một vài chuyện anh bỏ qua anh cũng từ từ nhớ lại. Ví dụ như chuyện lúc Giang Thời Hy nhìn thấy anh và Giang Nhược Hân đi chung với nhau, thì ánh mắt buồn bã của cô không phải là nói dối. Khi nào ký? Đợi đến khi qua đợt sóng gió này đi. Thực ra bà Cảnh Xuyên muốn ổn định tình hình công ty xong rồi mới xử lý quan hệ giữa hai người. Giang Thời Hy yên lặng ăn cơm. Anh nói thời gian này cũng khá hợp lý. Dù sao điều quan trọng nhất bây giờ đó là giúp Bạc Thị vượt qua khó khăn. Được. Nhận được lời khẳng định của cô gái nhỏ, bữa ăn này của hai người đều vui vẻ. Sau đó bà Cảnh Xuyên muốn đưa cô về công ty nhưng bị cô từ chối. Em không tin công ty của anh đang thong thả. Nhanh chóng về xử lý công việc đi, em tự lái xe tới được. Nếu cô đã nói như vậy thì bà Cảnh Xuyên cũng không có lý do gì để phản bác lại cô. Anh chỉ nói với cô, đến nơi an toàn thì báo lại cho anh. Sau khi đồng ý yêu cầu này, Giang Thời Hy đi xuống nhà xe ở tầng hầm để lấy xe và chuẩn bị về công ty tiếp tục xử lý công việc. Bởi vì bà Cảnh Xuyên phải đi gặp đối tác kinh doanh nên xe của anh đã dừng ngay ở cửa ra vào. Sau khi Giang Thời Hy vào thang máy, cô vừa mới chuẩn bị đóng cửa thang máy lại thì có một người đi vào thang máy. Người này mặc đồ vest, dáng người không tồi, gương mặt khá mềm mại. Anh ta mặc một bộ đồ khiến cô có cảm giác giống như Bạch Mã Hoàng Tử. Càng kỳ lạ hơn là khuôn mặt anh ta trông rất quen, giống như trước đây cô đã từng gặp. Xin lỗi, tôi có việc gấp. Nhưng mà nghe giọng nói dịu dàng của người này, cô lập tức cảm thấy có ấn tượng tốt. Không sao. Nhưng mà Giang Thời Hy nhớ rõ bản thân mình là một phụ nữ đã lập gia đình, huống chi cô không thích giọng nói này, cô thích giọng nói của bà Cảnh Xuyên hơn. Đối thoại giữa hai người rất đơn giản. Sau khi Giang Thời Hy đi ra khỏi thang máy, ánh mắt của người đàn ông bên trong có chút ẩn ý sâu xa. Anh trai tốt của tôi ơi, đây chính là người phụ nữ mà anh thích sao? Người chị dâu này của tôi đúng là có chút đặc biệt. Sau khi bà Cảnh Xuyên trở lại văn phòng, trong hòm thư xuất hiện danh sách nhân viên của công ty ở nước ngoài và lý lịch của mỗi người mà anh sai người điều tra trước đây. Cuối cùng, ánh mắt của anh dính chặt vào một cái tên, Mộ Ngọc Diễn, là trợ lý tổng giám đốc của công ty ở nước ngoài.
Nếu anh nhớ không lầm thì người tình của bố anh họ Mụ. Hơn nữa, anh thấy trước đây công ty có nhận phỏng vấn của giới truyền thông, tổng giám đốc của công ty đó giống như người làm việc vặt bên cạnh Mộ Ngọc Diễm. Dù nói như thế nào cũng phải liếc mắt nhìn người bên cạnh. Cho nên bà Cảnh Xuyên suy đoán người nắm quyền sau lưng công ty này chính là Mộ Ngọc Diễn. Cho nên anh sai người tập trung điều tra Mộ Ngọc Diễn. 20 năm trước, mẹ của anh ta là Mộ Tư đã ra nước ngoài sống một mình với con trai. Sau đó Mộ Ngọc Diễn trở nên thành đạt, đến làm ở công ty và tạo nên không ít tên tuổi. Cuối cùng Mộ Tư lại chưa thể tận hưởng hạnh phúc cùng con trai thì đã qua đời vì ung thư. Trên văn kiện còn kèm theo một tấm hình. Cả đời này bà Cảnh Xuyên sẽ không bao giờ quên người đàn bà này, bởi vì bà ta đã ngầm dẫn con trai mình đến gặp bà Cảnh Xuyên. Ngoại trừ bản thân anh, không có ai biết đến chuyện này. Anh luôn nhớ đến hình ảnh người đàn bà kia nhìn anh và nở nụ cười nhạt trên môi. Cậu có biết vì sao bố của cậu luôn không thích cậu không? Bởi vì ông ấy thích con trai của tôi. Ông ấy nói mẹ của cậu và ông ấy chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, sớm muộn gì cũng phải xa cách. Cả gia đình các cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị tan nát. Bà Cảnh Xuyên nhìn bà ta như một thằng hề, trong mắt hiện lên sự khinh thường, không phù hợp với độ tuổi của anh. Người đàn bà kia vốn muốn đánh anh nhưng lại dừng tay, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Dù sao lúc đó bà Cảnh Xuyên là người thừa kế duy nhất của nhà họ Bạc, nếu xuất hiện một vài vết thương trên mặt thì ông cụ Bạc nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Mặc dù bây giờ bà ta có được sự nuông chiều của ông Bạc, nhưng từ đầu đến cuối bà ta cũng không bước chân vào nhà họ Bạc được. Nhưng điều mà anh không biết chính là những việc xấu mà bà ta và ông Bạc gây ra đã bị bại lộ bởi vì bà ta khoe khoang về cậu bé này. Mộ Ngọc Diễn cho rằng nhà họ Bạc hại chết mẹ anh ta, cho nên điều đầu tiên sau khi anh ta thành công không phải là hưởng thụ mà là báo thù nhà họ Bạc. Nhưng bà Cảnh Xuyên thực sự quá hoàn hảo, không có nhược điểm gì. Khó khăn lắm Mộ Ngọc Diễm mới có thể nhìn thấy anh và Giang Thời Hy ra ngoài ăn cơm. Xem ra Giang Nhược Hân trước đây cũng không phải là thứ tình yêu chân thành gì. Người anh trai cùng cha khác mẹ này của anh ta đúng là thứ cặn bã, cho nên mới có cảnh anh ta và Giang Thừa Hy vừa rồi. Mà bà Cảnh Xuyên cứ nhìn chằm chằm cái tên Mộ Ngọc Diễn này một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Cốc cốc cốc. Vào đi. Tiếng gõ cửa khiến bà Cảnh Xuyên thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trợ lý Lý gõ cửa và đi vào. Lúc này vẻ mặt của anh ta hơi nghiêm túc. Tổng giám đốc, đã xác nhận được rằng có rất nhiều cổ đông trong công ty được anh ta hẹn gặp. Trợ lý Lý đưa tới một danh sách, trên đó có tên những cổ đông đã liên lạc với anh ta. Thậm chí trong đó còn có tên những nhân viên cốt lõi của công ty. Ngay cả trợ lý Lý cũng không biết anh ta đã trốn sâu như vậy. Bình thường thì cúi đầu khom lưng với tổng giám đốc, không ngờ lại có tâm tư tạo phản như vậy. Anh có muốn xử lý chuyện này không? Trợ lý Lý lo lắng, nếu những người này bán cổ phần của mình cho anh ta thì công ty sẽ càng rơi vào nguy hiểm. Nhưng bà Cảnh Xuyên lại cười nhạt đáp. Không cần đâu. Cứ để cho bọn họ nhảy nhót thêm 2 ngày nữa đi. Trợ lý Lý gật đầu. Mặc dù anh ta cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng bà Cảnh Xuyên đã nói không có chuyện gì thì anh ta không thể không tin tưởng anh. Sau này những video bên trong sẽ trở thành thứ khiến cho bọn họ không thể nào xoay người. Cậu hãy lan rộng ra bên ngoài rằng dự án lớn nhất của tập đoàn Bạc Thị đang thua lỗ, khoản vay ngân hàng không trả được, sắp dùng khoản vay thế chấp của công ty, thề sống chết phải hoàn thành dự án này. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường chứng khoán của chúng ta hay không? Điều đầu tiên trợ lý Lý nghĩ đến cũng là tình thế rối loạn của thị trường chứng khoán. Sau đó bà Cảnh Xuyên liếc mắt nhìn anh ta. Bây giờ có những ai sở hữu cổ phiếu? Trợ lý Lý đột nhiên nhớ ra vợ của tổng giám đốc đã thu mua 5%, 10% còn lại nằm trong tay kẻ cầm đầu. Bọn họ sẽ không quan tâm đến tình hình rối loạn của thị trường chứng khoán đâu. Một người sẽ không bán cổ phần của tập đoàn Bạc Thị, một người thì mong ngóng cổ phiếu càng ngày càng giảm. Được, tôi sẽ báo cho bộ phận quan hệ công chúng xử lý. Một tiếng sau, tin tức tập đoàn Bạc Thị sắp phá sản đã lan truyền khắp toàn bộ các trang mạng, và cổ phiếu cũng đã giảm mấy lần trong vài giờ. Một lượng lớn người chơi cổ phiếu đang cảm thán, may mà bọn họ đã bán đi sớm, bằng không đã rơi xuống đáy vực. Còn những người đang hợp tác với tập đoàn Bạc Thị thì lần lượt tới cửa yêu cầu chấm dứt hợp tác. Lúc này Mộ Ngọc Diễn lạnh lùng ngồi trước máy vi tính nhìn xu hướng thị trường chứng khoán, nhưng trong lòng anh ta nóng như lửa đốt. Tập đoàn Bạc Thị đã bị anh ta đẩy đến bờ vực.
Cuối cùng anh ta cũng khiến cho người anh trai tốt của mình nếm thử cảm giác tuyệt vọng là như thế nào. Cuối cùng anh ta cũng báo thù được cho mẹ. Bà Cảnh Duyên, cứ chờ mà xem, tôi sẽ khiến cho anh càng ngày càng tuyệt vọng. Người đàn ông ngồi trước máy vi tính, con người đỏ ngầu và đôi mắt điên cuồng khiến cho người ta sợ hãi. Lúc trưa, Giang Thời Hy mới nghe anh nói không có vấn đề gì, nhưng buổi chiều cô lại nghe được chuyện chuỗi vốn của Bạc Thị bị phá vỡ và tin tức công ty sắp phá sản. Lỗ hổng tài chính lên đến 1 tỷ. Bởi vì một lượng lớn thương nghiệp đang hợp tác đã rút vốn, nên bây giờ Bạc Thị không thể có được số tiền 1 tỷ lớn như vậy. Còn Giang Thời Hy thì chuyển vào tài khoản của bà Cảnh Xuyên 100 triệu mà không chút suy nghĩ. Đây là số tiền 100 triệu duy nhất cô có thể chuyển đi, hy vọng có thể giảm bớt áp lực cho tập đoàn Bạc Thị. Nhưng ngay khi tiền được chuyển đi, bà Cảnh Xuyên đã gọi đến. Giang Thời Hy biết bà Cảnh Xuyên nhất định sẽ gọi điện thoại tới, nhưng không ngờ anh lại gọi sớm như vậy. Cô chuyển tiền còn chưa quá một phút, anh đã gọi điện đến. Ý của em là gì? Bà Cảnh Xuyên không hiểu, thậm chí có lẽ ngay từ ban đầu anh đã không hiểu rõ về cô gái này. Lúc trước là nhạo Giang buộc cô phải lấy anh, nhưng cô không hề tỏ ra mình không muốn. Mà khi tất cả mọi người đều chỉ tay vào anh, Giang Thời Hy vẫn kiên định đứng về phía anh. Có lẽ trong lòng anh đã có đáp án, nhưng lại không muốn nghe, cũng không tin. Giang Thời Hy biết anh muốn hỏi điều gì. Không phải tập đoàn Bạc Thị đang gặp khủng hoảng hay sao? Bây giờ em chỉ có từng này tiền, anh cứ dùng vào việc cấp bách trước mắt đi. Giọng điệu của cô rất thản nhiên, như thể thứ cô vừa đưa không phải 100 triệu mà chỉ là vài trăm. Phàm là kẻ có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh cũng đã từng nhìn thấy 100 triệu, nhưng chẳng có ai lại cho đi 100 triệu một cách dễ dàng như vậy. Giang Thời Hy, có phải em thích anh không? Cuối cùng bà Cảnh Xuyên cũng hỏi câu này, tuy là giọng điệu nghi ngờ nhưng trong lòng anh đã có câu trả lời chắc chắn. Giang Thời Hy vừa nghe vậy lập tức như thỏ sủ lông, vô thức phản bác. Sao lại thế được? Lòng cô rất rối bời, không biết rốt cuộc bà Cảnh Xuyên đang nghĩ gì. Chẳng lẽ có ai đã nói gì về cô với anh ư? Không, Giang Nhược Hân đã ra nước ngoài, còn những người biết Giang Thời Hy cô thích bà Cảnh Xuyên trên đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nếu nói cô chưa từng nghĩ đến có một ngày nếu bà Cảnh Xuyên biết cô thích mình sẽ có biểu cảm gì thì không phải chưa có, mà đó cũng không phải là tình huống mà cô biết. Cô vô thức phủ nhận, bí mật này đã được cô cất giấu trong lòng rất lâu, lâu đến mức cô thậm chí còn không có cả dũng khí để tiết lộ với ai khác. Anh nghĩ nhiều rồi. Dù trước kia chúng ta là vợ chồng, nhưng anh cũng đừng tự luyến như vậy. Sao em lại thích anh được? Em chỉ coi anh như là một người bạn bình thường mà thôi. Lời giải thích này cực kỳ cứng nhắc, thậm chí cô còn cảm thấy bà Cảnh Xuyên ở đầu bên kia điện thoại đã nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của cô. Nếu không tại sao lại hỏi vấn đề không đâu như vậy? Giang Thời Hy có một thói quen nhỏ, đó là lúc nói dối cô sẽ liên tục cắn môi. Đừng cắn môi. Sau khi bà Cảnh Xuyên nói câu này, rõ ràng Giang Thời Hy hơi sừng sốt. Làm sao anh biết cô đang cắn môi? Vậy anh hỏi em, nếu là một người bạn bình thường, nếu em sẽ không bàn đến lợi ích của công ty mà nỗ lực hết mình đi ủng hộ đối tác hay không? Thương trường như chiến trường, bất kỳ quyết định nào dù đúng hay sai cũng đều có thể dẫn đến những thay đổi nghiêng trời lệch đất trong công ty. Hành động mạo hiểm như vậy của Giang Thời Hy không giống với việc một người bạn bình thường sẽ làm. Ở đầu dây bên kia, Giang Thời Hy im lặng. Anh hỏi em một lần nữa, nếu thực sự là một người bạn bình thường, em sẽ dễ dàng chuyển 100 triệu cho người ta như vậy ư? Em thực sự tin tưởng người bạn đó đến như vậy à? Cô không còn gì để nói, bởi vì cô không tìm được lý do để phản bác bà Cảnh Xuyên. Tất cả mọi chuyện anh làm cũng đều không giống một người bạn bình thường sẽ làm. Đừng nói nữa. Giang Thời Hy muốn tắt máy để trốn tránh hết thảy sự thật, nhưng bà Cảnh Xuyên rõ ràng không muốn buông tha cho cô. Tiếp tục hỏi, cho dù không phải bạn bình thường, khi nhỏ Giang ép em lấy anh, em lại không tỏ vẻ oán thán một lời nào. Em hãy nói cho anh biết đi, vì sao lại như vậy hả Giang Thời Hy? Tay Giang Thời Hy run rẩy cầm điện thoại. Cô không thể phản bác, bởi vì những gì bà Cảnh Xuyên nói đều là sự thật. Nếu không phải vì thích, có ai lại chịu chăm sóc người nhà của kẻ mình bị gia đình ép cưới chứ? Nếu như không phải vì thích, tại sao khi vừa nghe tin tập đoàn Bạc Thị gặp khó khăn cô lại đi giúp?
đừng nói nữa. Trong giọng nói của Giang Thời Hy mang theo sự cầu xin. Những gì bà Cảnh Xuyên nói hôm nay chẳng khác nào quất roi lên miệng vết thương của cô. Cho dù trước đây em và anh có quan hệ gì, hay em có suy nghĩ gì, nhưng hiện tại chúng ta đều đã kết thúc. Tất cả đã là quá khứ, hãy để nó trôi qua đi. Nếu không giải thoát khỏi cuộc sống cũ, sao có thể nghênh đón cuộc sống mới. Giang Thời Hy thực sự không muốn nói chuyện với anh về việc mình có thích anh hay không, vì câu hỏi này đã có câu trả lời từ rất lâu rồi. Nếu không phải thích thì là yêu. Nhưng chỉ ít Giang Thời Hy không thể nói ra vào lúc này. Tút. Bà Cảnh Chuyên nghe thấy âm thanh báo tắt máy phát ra từ đầu bên kia. Trên khuôn mặt đẹp hiện lên một nụ cười bất lực. Bà Cảnh Xuyên là bà Cảnh Xuyên, đây là nợ mà mày phải trả. Có câu thiếu nợ phải trả tiền, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu như không trả nổi, chỉ đành lấy thân báo đáp. Âm thanh trợ lý Lý tiến vào đánh tan suy nghĩ của bà Cảnh Xuyên. Tổng giám đốc, hình như vài cổ đông trong công ty hơi bất thường, sợ là mấy ngày nữa sẽ có tin lớn. Vì quá gấp nên trợ lý Lý đi vào mà không gõ cửa. Tất nhiên là bà Cảnh Xuyên cũng không để ý điểm ấy. Bất thường ra sao? Gần đây bà Cảnh Xuyên bận tối đầu với một công ty nước ngoài, cho nên đã lơ là vấn đề nội bộ của công ty. Bây giờ trợ lý Lý vừa nhắc đến, anh nghĩ nếu công ty đối thủ muốn đánh vào vấn đề nội bộ của công ty thì phải làm sao? Tôi đã kiểm tra thật nhật ký của gọi của những cổ đông này, phát hiện tất cả họ đều nhận được cuộc gọi từ cùng một số vào các thời điểm khác nhau. Điều này có nghĩa là gì? Có thể người khác không rõ, nhưng những người như họ đã ở trên thương trường nhiều năm sao lại không hiểu được. Rất rõ ràng, công ty đối thủ đã liên hệ với những người này, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu người đã thỏa hiệp và bao nhiêu người trung thành thì chưa rõ. Do thời gian trên nhật ký cuộc gọi có dài có ngắn, dài nhất là 1 giờ, mặc dù thời lượng của cuộc gọi không chứng minh được điều gì, nhưng trong thời gian dài như vậy chắc chắn nội dung sẽ không phải không đâu. Tôi có nên bắt quả tang bọn họ không? Trợ lý Lý nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Anh ta thực sự không hiểu những cổ đông này. Miệng ăn núi lở đã đành, bà Cảnh Xuyên đã đối xử với họ tốt như vậy, vì sao họ cứ phải đâm đầu vào đường chết? Kể cả họ có bán toàn bộ cổ phiếu trong tay thì cũng không gây ra được chuyện gì. Dù gì người có quyền kiểm soát tuyệt đối trong công ty chỉ có bà Cảnh Xuyên. Cho dù anh muốn bán công ty, đây cũng sẽ là tổn thất của cá nhân anh. Vâng, sắc mặt bà Cảnh Xuyên không hề thay đổi, nhưng trợ lý Lý biết những người này sẽ gặp rắc rối to. Bị đuổi ra khỏi công ty hay bị điều về cơ sở làm việc để chuộc tội đều không dễ gì thoát tội. Ngày mai mở cuộc họp cổ đông. Những năm bà Cảnh Xuyên giữ chức, cái gì cần đổi cũng đã đổi, chẳng còn lại mấy kẻ có lòng riêng nữa. Ngoại trừ vài mối quan hệ của ông nội, một số người vẫn ở lại công ty đều là họ hàng xa của nhà họ Bạc. Bọn họ hoàn toàn không đến để làm việc, nhưng lại giữ cổ phần trong tay, cho nên bà Cảnh Xuyên chỉ giao cho họ công việc không quan trọng. Trong lúc trợ lý Trình đang nói chuyện với bà Cảnh Xuyên ở bên trong, điện thoại của một người đang ở trong phòng làm việc đột nhiên vang lên. Người nọ quên tắt nhạc chuông điện thoại cho nên âm thanh rất lớn. Nhiều đồng nghiệp xung quanh quay đầu lại nhìn gã. Ôi, xin lỗi. Gã rối rít xin lỗi rồi nhấc máy. Alo. Gã ngập ngừng hỏi. Cho hỏi ai đấy? Đồng sự Liêu. Anh đã cân nhắc xong chưa? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói nam ôn hòa. Tôi đã nói rồi, đừng gọi đến lúc tôi đang làm việc. Công ty chúng tôi giám sát điện thoại của mọi người, mấy người đừng có coi thường mà gọi điện tới. Nếu bị phát hiện việc tiết lộ bí mật công ty, nhất định sẽ bị tra hỏi. Người được gọi là đồng sự Liêu thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, sau khi chắc chắn không có ai thì mới yên tâm nói chuyện. Chúng tôi không quan tâm nhiều như thế được. Hiện tại cơ hội trước mặt anh không có nhiều, mấy ngày nữa cũng đừng có mong húp được một miếng canh. Mặc dù người bên kia nói lời khó nghe, nhưng đây là sự thật. Cổ phiếu của tập đoàn Bạc Thị xuống dốc, cùng với việc nhiều nhà sản xuất rút vốn, cổ phần của tập đoàn Bạc Thị đã thu hẹp đáng kể. Người kia đồng ý dùng 100 triệu mua 10% cổ phần trong tay gã. Đây là 100 triệu. Bây giờ liệu có kẻ nào có thể đưa ra được nhiều tiền như vậy? Thời điểm này Bạc Thị đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Bà Cảnh Xuyên chỉ thùng dũng kêu to mà thôi. Tập đoàn Bạc Thị đang ở thế chỉ mảnh chỉ treo chuông. Nhưng họ không thể kiểm soát được, bởi vì bà Cảnh Xuyên sở hữu nhiều cổ phần nhất trong tập đoàn Bạc Thị. Công ty này là sở hữu cá nhân của bà Cảnh Xuyên. Bây giờ chuyện đã tới nước này, nếu bà Cảnh Xuyên không niệm tình thì sao họ phải tuân thủ quy tắc? Vậy mấy người đợi tôi đã, sau khi tan làm tôi sẽ đến chỗ của mấy người ký hợp đồng.
Đồng sự Liêu cảm thấy đây là cơ hội có 102. Bán tháo cổ phần của tập đoàn Bạc Thị trong tay ra ngoài, gã sẽ cầm 100 triệu vui vẻ hưởng thụ cuộc sống sau này. Nhưng điều gã không ngờ tới là lúc gã sở hữu cổ phần đã ký cam kết, cho dù tập đoàn Bạc Thị có xảy ra chuyện gì, họ cũng không được bán cổ phần cho người khác khi chưa được cho phép, mà cần có sự chấp thuận của chủ tịch công ty. Nếu như làm trái thì có thể hợp thức hóa việc bị kiện. Gã chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt mà không nhận ra mình đã vi phạm các quy tắc của nhà họ Bạc. Đồng sự Liêu là người thông minh, người kia rất biết khen. Trong mấy chốc, đồng sự Liêu đã chìm đắm vào lời nói của người kia. Sau khi nhận được lời khen như vậy, đồng sự Liêu càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Thậm chí gã còn gửi tin tức đến những người thường ăn cơm chung với mình, vị đồng sự nắm giữ 8% cổ phần công ty. Nhưng người này quá thật thà, chất phác. Từ khi công ty gặp nạn đến nay đều cố gắng nghĩ cách, mỗi ngày đều lo lắng đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng người này lại mù tịt về tài chính, nên gì lo sốt vó cũng chẳng có cách nào. Đồng sự Liêu nhiều lần khuyên anh ta đừng có lo chuyện bao đồng. Dù sao công ty này là của một mình bà Cảnh Xuyên, cứ kệ anh xử lý, chỉ cần tận dụng số cổ phần trong tay cho tốt là được. Nhưng tên ngốc này thì khác, anh ta luôn dùng chính nghĩa để thuyết phục đồng sự Liêu. Đương nhiên là đồng sự Liêu không vui rồi. Hôm nay gã bán cổ phần công ty được 100 triệu, trong lòng không nén nổi sự vui mừng nên mới nói với người cạnh mình: anh cảm thấy tập đoàn Bạc Thị liệu có tương lai không? Đồng sự Liêu làm bộ lời ít ý nhiều nói với người bên cạnh, mà người bên cạnh gã chỉ chuyên tâm làm báo cáo, ngay cả câu đầu tiên của ông cũng không nghe rõ, chỉ đáp lại, chờ đến lúc người này phản ứng lại mới nghiêm túc nhìn gã. Anh vừa mới nói với tôi việc gì? Tôi nói sợ là tập đoàn Bạc Thị không đi xa được, vì vậy anh phải tính toán sớm đi. Đồng sự Liêu thấy người này đúng là có bản lĩnh làm kẻ khác tức chết, lòng thầm mắng rồi tên ngốc này sẽ rõ mình lỗ to như thế nào. Anh có kế hoạch gì à? Chẳng lẽ muốn bán cổ phần của công ty? Người này chỉ nói đại, nhưng đồng sự Liêu rõ ràng là không. Có thể tiến vào nội bộ của tập đoàn Bạc Thị, IQ người này không tệ đến như vậy chứ. Chỉ là ngày thường đồng sự Liêu đã quen phô trương quyền lực, người này khá ít nổi nên cũng không chấp nhặt với gã. Đó cũng là một cách hay. Đồng sự Liêu chẳng thể ngừng cười toe toét khi nghĩ đến việc 10% cổ phần của mình lại có thể bán được với giá 100 triệu. Cho nên anh đã bán cổ phần rồi sao? Ánh mắt của người này trở nên hung ác, hiện tại mỗi bước lại gặp trở ngại như có gai đâm vào lưng anh ta. Còn người này về cơ bản đã xác nhận một tin tức, nói không chừng đồng sự Liêu này đã bán cổ phần của công ty đi mất rồi. Sau khi nghe tin, người này vội vàng chạy đi. Trong văn phòng tổng giám đốc, bà Cảnh Xuyên nhìn người tới, nhất thời không hiểu anh ta tới đây làm gì. Sao thế? Lấy bất biến ứng vạn biến, dần dà đây đã là thói quen của anh. Khi người này nhìn thấy bà Cảnh Xuyên, dù không phải ít, nhưng anh ta chưa bao giờ quan sát anh kỹ càng như vậy. Chàng trai trẻ tuổi, ra tay dứt khoát, quyết đoán, trong vòng chưa đầy một năm đã dùng ý chí mạnh mẽ thay máu cả tập đoàn Bạc Thị. Là thế này, tôi phát hiện hình như có một số cổ đông đã âm thầm bán cổ phần của mình cho người khác. Không chỉ đích danh tên ai, nhưng bà Cảnh Xuyên có thể đoán ra đó là ai. Anh ta không phải là người thích cáo trạng, chỉ muốn nhắc nhở bà Cảnh Xuyên có thể có người đang lợi dụng cổ phần của công ty để gây chuyện, như vậy sẽ ứng phó kịp thời. Ý anh là đồng sự Liêu đúng không? Thực ra sau khi trợ lý Lý cho anh xem danh sách kia, anh đã bắt đầu chú ý đến động tĩnh trong nội bộ của nhà họ Bạc. Đúng như anh nghĩ, có người đã liên hệ với tất cả các cổ đông lớn nhỏ của nhà họ Bạc. Tạm thời không nói đến những cổ đông nhỏ, nhưng có vẻ vài cái tên nắm giữ trên 5% cổ phần công ty đã ra tay. Đồng sự Liêu là người đầu tiên. Sao anh biết? Người này kinh ngạc, anh ta không ngờ bà Cảnh Xuyên chỉ từ một câu đã nói ra tên của đồng sự Liêu. Rõ ràng người này không ngờ bà Cảnh Xuyên lại hiểu thấu vấn đề tới như vậy. Anh ta cười nói: tôi vốn cho rằng tổng giám đốc Bạc sẽ không chú ý đến chuyện nhỏ này. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn cảm ơn sự cẩn thận của anh. Đối với bà Cảnh Xuyên, ai trọng tình trọng nghĩa với anh thì anh sẽ trọng tình trọng nghĩa lại. Đã như vậy tôi cũng không tiện nói nhiều. Tổng giám đốc, anh cứ làm việc đi. Sau này có kế hoạch gì tôi sẽ tham dự. Hiện tại tập đoàn Bạc Thị đang ở thế cấp bách. Hắn nghĩ nếu có thể chia sẻ thì chia sẻ, vì hắn là một phần của tập đoàn Bạc Thị. Anh chưa từng nghĩ đến việc bán cổ phần ư?
Bà Cảnh Xuyên đặt tay lên bàn, khớp ngón tay gồ lên đánh vào mặt bàn tạo ra âm thanh cộc cộc giống như một tảng đá lớn đè lòng người. Lúc này chỉ có đồng sự kia mới cảm nhận được áp lực. Thật lòng mà nói, không phải tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng tôi tin tập đoàn Bạc Thị chắc chắn có thể vượt qua. Dù gì nhà họ bà cũng có nền móng rất vững chắc, chắc chắn sẽ không sao. Huống hồ là dưới sự lãnh đạo của anh. Cảm ơn sự tin tưởng của anh, tập đoàn Bạc Thị sẽ không đổ đâu. Không biết vì sao, trên người của bà Cảnh Xuyên có một loại cảm giác khiến người khác yên lòng. Được, người đó gật gật đầu thì ra ngoài làm việc. Còn bà Cảnh Xuyên ở lại trong văn phòng, ánh mắt hơi nặng nề. Anh luôn cho rằng bọn họ chẳng qua là đang quan sát trạng thái. Dù sao bây giờ tập đoàn Bạc Thị còn chưa hoàn toàn tuyên bố liên kết tiền vốn bị đứt. Chẳng qua anh chỉ phái người đi truyền ra một số tin tức. Nếu như nhân viên nội bộ có lòng thì sẽ có thể phát hiện ra những điều này đều là giả. Không ngờ rằng vậy mà lại bán đi rồi. Trợ lý Lý, giúp tôi làm chút chuyện. Bà Cảnh Xuyên thông qua đường dây nội bộ phân chia nhiệm vụ cho anh ta. Chuyện Đồng Sự Liêu bán cổ phần đi, trong lòng vui như nở hoa. Thậm chí đối phương còn đưa chú ý cho gã, dẫn theo những cổ đông đã bán cổ phần đi cùng nhau gây sự, yêu cầu rút cổ phần. Dù sao làm như vậy bọn họ có thể ăn được 2 phần tiền rồi. Có tiền không kiếm thì là đồ ngốc. Vì thế mấy người họ sau khi mưu kế xong thì bắt đầu bạo động ở công ty. Khi bà Cảnh Xuyên biết được chuyện này, bước chân của mấy người cổ đông đều đã đến cửa rồi. Tổng giám đốc Bạc, chúng tôi yêu cầu rút cổ phần. Đám người với dẫn đầu là đồng sự Liêu cuối cùng vẫn đứng ở phía đối lập với tập đoàn Bạc Thị. Mà ánh mắt của bà Cảnh Xuyên lướt qua, nhớ những người này ở trong lòng, nói một lý do ra. Sắc mặt bây giờ của bà Cảnh Xuyên vô cùng lạnh lùng. Trong lòng mọi người vẫn là sợ hãi, nhưng may mà bọn họ còn có con đường lui. Bây giờ vốn đầu tư của tập đoàn Bạc Thị bị đứt đoạn, số lượng lớn đối tác hợp tác đều chạy mất. Bây giờ như vậy, ở đây đã là cái vỏ rỗng rồi. Nếu như tiếp tục rớt xuống như vậy, cổ phần trong tay cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, còn không bằng nhân lúc còn chưa rớt giá nhanh chóng rút đi. Thực ra người nói những lời này đều không có đầu óc. Hễ là bọn họ đi điều tra một chút cũng không đến nỗi như vậy. Nhưng mà những người này muốn rút cổ phần, bà Cảnh Xuyên cũng không nói gì, chỉ chẳng qua là kêu người lấy bản khai ra đối chiếu với từng người một. Các ông cũng biết, bây giờ Bạc Thị đang nguy ngay ở trước mặt, trong tay tôi cũng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Một số cổ đông lớn tương đối nhiều cổ phần, trước mắt có thể tôi không rút được. Bà Cảnh Xuyên giả vờ bộ dạng rất khó xử. Bọn họ không ngờ tới bà Cảnh Xuyên ngay cả chỉ có mấy chục nghìn cũng lấy không ra. Mấy người nhìn nhau một cái, xem ra ý nghĩ của bản thân không có sai. Chuyện cổ phần ra ngoài, quyết định này cũng không sai. Lúc này đồng sự Liêu chủ động đứng ra, lập tức quyết đoán nói: nếu như không có nhiều tiền mặt có thể đưa được, vậy của chúng tôi không cần đưa trước, đợi có tiền rồi mới đưa tiền cho tôi cũng được. Như vậy cũng được. Bạc Cảnh Xuyên gật đầu đóng tài liệu lại. Chuyện này tôi đã giao cho trợ lý Lý đi làm rồi, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Mọi người đều khá vừa ý với cách xử lý này. Phí lời, chuyện có thể lấy được thêm một phần tiền ở ngoài, sao có thể không vừa lòng được chứ. Những người vốn dĩ cho rằng bà Cảnh Xuyên là một người thông minh tài giỏi, ải này của anh sẽ rất khó qua, không ngờ rằng ải này vậy mà lại dễ dàng như vậy. Nếu đã như vậy, chúng tôi cũng không làm phiền tổng giám đốc Bạc nữa. Đám người này muốn trở về thu dọn đồ đạc của bản thân, nhưng bị bà Cảnh Xuyên gọi lại. Ánh mắt của anh lạnh lùng, cực giống một người tàn sát đế thượng vị. Đợi đã, nếu như chuyện của các người đã giải quyết xong rồi, vậy thì chuyện của tôi các người cũng phải phối hợp một chút. Bà Cảnh Xuyên gọi bọn họ lại. Chúng tôi? Có người to gan hỏi lại một lần. Muốn chúng tôi phối hợp như thế nào? Còn có chuyện tổng giám đốc Bạc không xử lý được sao? Mấy câu của mọi người đều là những lời khen ngợi khô khan, cũng không có nhận được câu trả lời của bà Cảnh Xuyên. Ngay lúc này trợ lý Lý dẫn cảnh sát đi đến. Đương nhiên tính thử xem, mấy người vi phạm điều lệ công ty, chuyển giao cổ phần vốn đã quy định từ trước đến tay người khác, thậm chí còn mưu đồ với việc tổng giám đốc không biết để gạt tiền. Mọi người vừa nghe sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Chứ như vậy mấy đôi mắt nhìn chằm chằm thẳng vào người đàn ông lạnh lùng đó.
Trong lòng bọn họ có dự cảm không lành, bởi vì khoản tiền này đòi được quả thực quá thuận lợi rồi. Cảnh tượng bây giờ bọn họ cũng không ngờ được. Trong đó đồng sự Liêu rõ ràng đã trắng bệch mặt. Anh đừng có mà ngậm máu phun người, chuyện gì cũng cần có chứng cứ. Người đó vẫn còn ngoan cố, cứ muốn bà Cảnh Xuyên đưa chứng cứ ra. Bây giờ các người đứng ở đây chính là chứng cứ tốt nhất. Ban đầu nhà Bạc thành lập đã có quy tắc, ngoại trừ cổ phần tập đoàn Bạc Thị thả ra cho người chơi cổ phiếu, hoặc là tương lai rút cổ phần trả lại cho công ty, hoặc là chia hoa hồng, chia đến khi công ty đóng cửa. Nếu không thì tất cả những cổ phần này sẽ bị công ty thu hồi lại. Khi mọi người bán cổ phần chỉ nghĩ đến bản thân thu được bao nhiêu tiền, nhưng lại không nhớ đến tập đoàn Bạc Thị có một quy tắc như vậy. Có lẽ sau khi bà Cảnh Xuyên lên chức, tất cả quyết sách của tập đoàn Bạc Thị đều không có xuất hiện sai sót. Có thể nói anh dẫn tập đoàn Bạc Thị lên một đỉnh cao, có một phòng ấm như vậy, những người này đều bay lên rồi, cho nên đã quên mất việc này. Sao lại có quy tắc như vậy? Tôi không phục. Người đó dứt khoát đập bình. Dù sao tôi đã chuyển nhượng cổ phần cho người khác, đã không còn có thể thu hồi lại. Nếu như mấy người muốn, vậy mấy người đi lấy đi. Vừa xuất hiện tình huống như vậy, người thứ hai, người thứ ba toàn bộ đều chuẩn bị trốn tránh. Thế nhưng cảnh sát lại không quan tâm bọn họ chuẩn bị làm cái gì. Ngay lúc đó trợ lý Lý lập tức lấy hợp đồng ban đầu ký để mua cổ phần. Bên trên ghi rõ rành rành, công ty có quyền thu hồi lại cổ phần, đồng thời có hiệu quả pháp lý. Nếu như cổ phần trả không được, vậy thì chỉ có thể chi trả chi phí vi phạm hợp đồng khổng lồ. Những người qua đây gây sự nhìn thấy tên của bản thân xuất hiện ở góc phải bên dưới tờ giấy, chỉ cảm thấy những chữ này giống như ở phía trên đang nhả kim ra, chói mắt vô cùng. Và lại bây giờ trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là xong đời rồi. Tuy bọn họ đã bán cổ phần, lấy được tiền, nhưng vẫn phải trả lại. Nhưng cuối cùng chỉ có thể không còn đồng nào. Tổng giám đốc, chúng tôi biết lỗi rồi, chúng tôi lập tức kiếm người trả tiền lại. Có mở đầu này, trong văn phòng tổng giám đốc không ngừng có tiếng than, đều là cầu xin. Nhưng bà Cảnh Xuyên vẫn lạnh lùng như cũ. Anh biết rõ, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Chuyện lần này vừa hay cũng giết gà dọa khỉ, khiến cho cổ đông trên dưới toàn công ty nhìn xem rốt cuộc kết cục của những người này là như thế nào. Mà đồng sự Liêu cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp quỳ trên đất. Tổng giám đốc Bạc, trên tôi có già dưới tôi có trẻ, không thể mất đi 10% cổ phần này được. Tôi cầu xin anh khai ân. Ai không có chỗ khó khăn, ai lại không có áp lực. Nếu như bởi vì những việc này mà danh chính ngôn thuận đi làm những việc không tốt, đó cũng không thể trách là cuộc sống ép buộc, chỉ có thể trách con người này của gã có vấn đề. Bà Cảnh Xuyên cái gì cũng không nói, trực tiếp gật gật đầu với cảnh sát. Làm phiền các anh rồi. Mấy người cảnh sát cũng thân thiện gật đầu. Tổng giám đốc Bạc, những người này tôi dẫn về trước, đợi sau khi tra khảo từng người xong tôi mới nói kết quả cho anh. Nhờ các anh rồi. Mà trận kịch náo loạn này cuối cùng với sự thông minh của bà Cảnh Xuyên giành được thắng lợi. Mà trên dưới toàn công ty càng kiêng kỵ rồi. Chuyện này nhắc nhở tất cả các nhân viên dưới trướng của công ty, nếu như bạn muốn phá hoại lợi ích của công ty, vậy thì bạn sẽ đi không được. Tin tức mấy người này bị bắt che giấu đến một chút cũng không lộ, bởi vì dính dáng đến lợi ích của tập đoàn Bạc Thị. Vì vậy ngay cả phía cục cảnh sát cũng đều giấu đến không một kẽ hở. Giới bên ngoài không nhận được một chút thông tin. Còn nhân viên nội bộ tập đoàn Bạc Thị, bởi vì đã ký hiệp ước bảo mật, cũng không dám tiết lộ một chút. Lúc này đang ẩn nấp bên trong các tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau là công ty nước ngoài đối phó với tập đoàn Bạc Thị lần này. Mà người lên trước đó chính là em trai cùng cha khác mẹ của bà Cảnh Xuyên, Mộ Ngọc Diễn. Tổng giám đốc Mộ đã theo dặn dò của anh mua hết cổ phần của các cổ đông nhỏ của tập đoàn Bạc Thị. Tất cả đều ở đây. Còn nữa, bọn họ còn nghe kiến nghị của chúng ta, gióng trống cua chiêng gây náo loạn ở tập đoàn Bạc Thị. Trợ lý không phải là người bản địa nhưng lại nói tiếng phổ thông rất trôi chảy. Trong mắt Mộ Ngọc Diễn xoẹt qua tia ác độc. Xem bộ dạng bọn họ thành công rồi. Nhiều ngày như vậy cũng không có tin tức truyền ra. Đợi đến khi sắp xỉ, liên lạc lại với mấy công ty đã từng liên lạc kia. Mấy công ty đó có thể xem như là đối tác hợp tác vững chắc nhất của tập đoàn Bạc Thị. Mà lợi nhuận của mỗi công ty hợp tác với tập đoàn Bạc Thị đều cao đến mấy tỷ. Chỉ cần công kích những người đó, vậy thì tập đoàn Bạc Thị cũng chỉ có vỏ rỗng mà thôi. Con đê ngàn dặm vỡ tan bởi hang kiến. Mộ Ngọc Diễn lần này đến là có kế hoạch. Anh ta có rất nhiều phương án, mà mục đích cuối cùng của những phương án đó chính là làm đổ tập đoàn Bạc Thị,
khiến cho những người nhọ bạc từng đuổi mẹ và anh ta đi xem thử bản thân một chút cũng không kém hơn bà Cảnh Xuyên. Phía bên cảnh sát đã điều tra rõ những cổ phần thuộc về những cổ đông kia đều đã được thu mua đến tay của một công ty tên là SW. Mà công ty SW này là công ty nước ngoài công kích nhà họ Bạc trước đó. Không chỉ là tập đoàn Bạc Thị, ngay cả mẹ và ông nội của bà Cảnh Xuyên cũng đều bị liên lụy bởi chuyện này. Bởi vì bọn họ đều nhận được một bức thư có máu, bên trên viết: "Tôi trở về rồi." Chỉ là một chữ "tôi trở về rồi" nhưng lại khiến cho Tống Chỉ Lam rất lâu không phát điên, lại lần nữa phát điên. Trong miệng vẫn luôn kêu rằng bọn chúng trở về rồi, bọn chúng đến tìm tôi báo thù rồi. Người làm trong nhà và Bạc Thi Đinh thực sự không lo nổi nên đã gọi điện cho bà Cảnh Xuyên. "Anh, mẹ lại phát bệnh rồi, anh mau đến bệnh viện một chuyến đi." Trong giọng điệu của em gái hiện rõ vẻ gấp gáp, khiến cho bà Cảnh Xuyên không thể không coi trọng, nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của em gái, bà Cảnh Xuyên khuyên cô ta nghỉ ngơi một chút, còn bản thân thì trông coi bên cạnh mẹ. Trong ký ức của anh, mẹ luôn là một người phụ nữ dịu dàng hiền thục, nhưng biến cố của mọi thứ đều xảy ra vào năm bà Cảnh Xuyên 6 tuổi. Con trai trưởng nhà họ Bạc ngoại tình rồi. Từ đó về sau, Tống Chỉ Lam và chồng không ngừng cãi nhau, lại thêm ai ai cũng trêu cười Tống Chỉ Lam, ngay cả người đàn ông cũng quản không được. Từ đó về sau, tính tình của Tống Chỉ Lam càng ngày càng tệ hơn, con người cũng trở nên khắt khe hơn. Nhưng bà Cảnh Xuyên biết điều này không thể trách bà ta, mẹ cũng là một người đáng thương. "Cảnh Xuyên, con về rồi." Tống Chỉ Lam ở trên giường từ từ tỉnh lại, nhìn thấy bà Cảnh Xuyên như nhìn thấy trụ cột gia đình vậy. Bà Cảnh Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. "Nghe nói tình nhân nhỏ đó và con trai riêng của bố con quay về rồi." Bà ta tuy không quản chuyện của thương nghiệp, nhưng bà ta đã đánh bài với rất nhiều phu nhân, cũng biết một cách tự nhiên thôi. Bà Cảnh Xuyên lúc đó đã có ký ức rồi, với lại trưởng thành sớm như anh, đã hiểu rõ bố ngoại tình rồi. "Bọn họ không phải là đã trục xuất ra nước ngoài rồi sao? Sao còn có thể quay về được? Với lại người phái qua đó nói bọn họ đã chết." Tống Chỉ Nam nói đến đây trong ánh mắt lấp lánh, chuyện này luôn giấu ở trong lòng bà ta. Mười mấy năm rồi bà ta chưa từng nói ra. Bà ta vừa nhớ đến bà Cảnh Xuyên không biết chuyện này, vẫn là không cần nói. Rõ ràng bà Cảnh Xuyên đã biết bà ta muốn nói là gì rồi. "Chết cái gì, anh nắm lấy trọng điểm." Ngay cả Tống Chỉ Lam muốn trốn tránh một chút cũng không có khả năng. "Vì vậy lúc đầu ông nội đẩy bọn họ đi ra nước ngoài, có phải mẹ đã tham dự vào?" "Con đoán mẹ đã sai người dồn bọn họ vào chỗ chết, đúng không?" Theo từng câu từng chữ từ miệng của bà Cảnh Xuyên nhả ra những lời này, sắc mặt của Tống Chỉ Lam cũng càng ngày càng trắng bệch, ánh mắt cũng càng ngày càng hoang mang, luống cuống, trong miệng nói gì đó. Đến gần nghe, chỉ có thể biết bà ta đang nói cái gì. Bà ta nói: "Mẹ đều là bị ép đến bất lực. Chẳng qua con mới 5 tuổi, đứa nghiệt chủng đã 4 tuổi hơn rồi. Rõ ràng bố con đã ngoại tình ngay lúc mẹ đang mang thai. Rõ ràng người chịu tổn thương là mẹ. Tất cả mọi người đều nói bọn họ bị đẩy ra nước ngoài là đáng thương như thế nào. Mẹ không thể để cho bọn họ bước vào đất nước này một bước. Sự tồn tại của hai người này rõ ràng là đang nói với mẹ, mẹ chính là kẻ thất bại, quản không nổi chồng. Mẹ, cho dù bọn họ có sai đi chăng nữa, mẹ cũng không nên dồn bọn họ vào chỗ chết. Đây không phải là vấn đề công bằng hay không, mà đây là vấn đề giết người phạm pháp rồi." Bà Cảnh Xuyên nghe thấy tin tức này rất kinh hoàng. Anh không ngờ mẹ lại giấu bọn họ làm ra việc như vậy. "Nhưng mẹ có cách gì?" Tống Chỉ Lam ôm mặt khóc lớn. Bà ta là con gái cành vàng lá ngọc của nhỏ Tống, nhưng bởi vì người phụ nữ đó tan nhà nát cửa, chồng ngoại tình, rõ ràng chính là bản thân người phụ nữ đó không được, giữ không được chồng. Tất cả mọi thứ của bà ta đều là bởi vì người chồng ngoại tình này mà bị người khác hết lần này đến lần khác đạp dưới chân đánh. "Được rồi, chuyện này con sẽ xử lý." Cuối cùng cũng là mẹ của anh, bà Cảnh Xuyên vẫn không đến mức máu lạnh đến mức này. Có câu nói này của bà Cảnh Xuyên, Tống Chỉ Lam yên tâm hơn phần nửa. Mà lúc này Mộ Ngọc Diễn chú ý nhất cử nhất động của bà Cảnh Xuyên, đương nhiên cũng biết bà Cảnh Xuyên đã đến bệnh viện một chuyến, cũng biết chuyện Tống Chỉ Lam phát bệnh. Anh ta lấy điện thoại ra gọi điện cho bà Cảnh Xuyên, dùng số điện thoại ảo. Bà Cảnh Xuyên vừa nhìn đã biết, trong lòng cũng đoán được người gọi điện thoại đến rốt cuộc là có thân phận gì. "Alo." Bà Cảnh Xuyên bấm vào nút nghe điện thoại. "Anh trai tốt của tôi, đã lâu không gặp." Tiếng của Mộ Ngọc Diễn ở phía bên kia
thông qua điện thoại truyền đến. Tôi tin mẹ tôi ngoại trừ tôi cũng không có để thêm người con trai nào. Ý của bà Cảnh Xuyên chính là cậu là người gì cũng sớm gọi tôi là anh trai. Những ngày này hai người cứ đấu trí đấu dũng, thủ đoạn của Mộ Ngọc Diễn thâm độc hơn, còn bà Cảnh Xuyên cho dù là trưởng thành chững chạc hơn nữa cũng tồn tại chút nóng này. Nếu như người này tìm đến cửa để chọc giận, vậy thì cũng đừng trách anh không khách sáo. Quả nhiên vừa nói câu này, sắc mặt của Mộ Ngọc Diễn khó chịu giống như ăn phải ruồi. Ai sẽ bị người khác cứ nhắc nhở không rõ ràng. Anh ta là đứa con riêng, là một đứa con không ra ngoài ánh sáng được. Nhưng anh ta không oán trách mẹ, xuất thân của bản thân đã định sẵn rồi. Anh ta ngay cả nhọ bạc cũng không trách, mà mồi dẫn lửa dẫn đến anh ta hận nhọ bạc chính là Tống Chỉ Lam. Bọn họ bị nhọ bạc trục ra nước ngoài còn được, vậy mà bà ta lại đuổi cùng giết tận, khiến cho mẹ khi chạy trốn bị thương để lại bệnh, sau cùng cũng không chống đỡ nổi mấy năm mà đã buông tay về với thế gian. Cho dù là như vậy cũng không thể che giấu dòng máu chảy trên người chúng ta giống nhau một nửa. Anh vẫn là anh cùng cha khác mẹ với tôi. Mộ Ngọc Diễn nói như thế, thật ra anh ta nói lời này cũng không phải vì muốn bám víu chút quan hệ nào với bà Cảnh Xuyên, đơn giản là vì chọc tức bà Cảnh Xuyên. Nếu tổng giám đốc công ty FW ngây thơ như vậy thì tôi nghĩ tuổi thọ của công ty này cũng không quá một năm nữa đâu. Cùng là giận dữ, nhưng lời nói của bà Cảnh Xuyên càng khiến người khác cáu hơn. Chẳng khác gì anh đang nói nếu cậu không có khả năng thì cút ra ngoài càng sớm càng tốt, chắc chắn là liều thuốc nổ cực mạnh đối với thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết. Mộ Ngọc Diễn nổi giận, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên lạnh lùng không ít. Cho dù là như vậy thì đã sao? Tập đoàn Bạc Thị của anh chẳng phải là bị tôi làm cho tài chính đứt đoạn, hẳn là không ít đối tác đều chuẩn bị rút vốn rồi nhỉ? Ngược lại tôi muốn nhìn xem anh nắm giữ cái vỏ rỗng này của nhỏ bạc còn có thời gian mạnh miệng hay không. Cậu có thể nhìn xem. Yên tâm, trước đó tôi sẽ không cho cậu cơ hội này đâu. So sánh với sự bình tĩnh tự kiềm chế của bà Cảnh Xuyên, Mộ Ngọc Diễn mỗi lần bị sặc đã thua rồi. Vịt chết còn mạnh miệng, xem đến lúc đó là anh thua hay là tôi thua. Mộ Ngọc Diễn nói xong cúp điện thoại ngay. Bà Cảnh Xuyên cũng chỉ cảm thấy buồn cười. Hành vi của Mộ Ngọc Diễn lúc này trong mắt anh ta chính là một thằng nhóc. Bà Cảnh Xuyên cũng không để vào mắt. Ngay cả tập đoàn Bạc Thị lần này bị anh ta đả kích, bà Cảnh Xuyên cũng có cách đối phó. Sau khi biết chuyện mẹ mình làm, bà Cảnh Xuyên có thêm chút tâm tư khác với Mộ Ngọc Diễn. Trải qua mấy ngày đánh cờ vừa qua, anh nhìn thấy được năng lực của Mộ Ngọc Diễn. Nếu có thể sử dụng người này cho mình, hình như cũng không tệ. Tập đoàn Bạc Thị không thể chỉ có một mình anh là thành viên trung tâm. Nếu sau này mình xảy ra chuyện gì, vậy tập đoàn Bạc Thị sẽ ngay lập tức bị chia 5 xẻ 7. Mộ Ngọc Diễn bị tức giận ở chỗ bà Cảnh Xuyên, cúp điện thoại xong là đập điện thoại ngay tại chỗ, tức giận đến đỏ mặt, không hề tao nhã lịch sự như lúc Giang Thời Hy gặp anh ta. Bà Cảnh Xuyên, anh chờ đó cho tôi. Mộ Ngọc Diễn bây giờ hận nhất chính là bà Cảnh Xuyên, nhưng đồng thời anh ta cũng có cảm giác kỳ phùng địch thủ. Trước đây chưa có ai đang ở trong tay của anh ta mà vẫn bình tĩnh như vậy. Nếu như anh không phải anh em cùng cha khác mẹ với mình, có thể anh ta sẽ trở thành bạn bè với anh. Nhưng hết lần này tới lần khác, người này lại là con trai của người mà anh ta hận nhất. Hơn nữa hiện tại cũng là người anh ta hận nhất. Chờ xem, tôi sẽ khiến anh khóc lóc cầu xin tôi. Anh ta gọi trợ lý. Kế hoạch thu mua của chúng ta tiến hành như thế nào rồi? Trợ lý căn cứ vào số liệu mình vừa đi sâu phân tích, nếu như muốn giải quyết làm cho tập đoàn Bạc Trị phá sản, phải cần rất nhiều tiền. Số tiền này không thể nào đánh giá được. Tập đoàn Bạc Thị giàu có như vậy là xí nghiệp đầu rồng. Có câu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không thể dễ dàng bị thâu tóm như vậy được. Dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Cậu ta nói tất cả với Mộ Ngọc Diễn, Mộ Ngọc Diễn cũng tỏ vẻ hiểu. Tuy rằng anh ta muốn báo thù, nhưng cũng sẽ làm bất cứ điều gì có hại cho lợi ích của chính mình. Trước khi mẹ chết vẫn luôn hy vọng anh ta sống thật tốt. Anh ta muốn sống thật tốt, nhìn tập đoàn Bạc Thị phá sản mới thôi. Việc này không vội, chúng ta cứ từ từ mà làm. Chuyện của mấy cổ đông tập đoàn Bạc Thị thế nào rồi? Có nhận được tin tức gì chưa? Chuyện anh ta hỏi chính là việc trước đây vài cổ đông tổ chức gây rối ở tập đoàn Bạc Thị. Trước mắt không có tin tức gì truyền đến. Điện thoại liên lạc của chúng tôi gọi qua cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Mấy người này giống như là biến mất rồi vậy.
Tôi còn phái người đến địa chỉ nhà của bọn họ hỏi thăm. Mấy người này từ hôm đó trở đi vẫn chưa có về nhà. Vẫn chưa về nhà ư? Mộ Ngọc Diễn nhíu mày, anh ta đoán chắc chắn là bà Cảnh Xuyên đã biết gì đó. Tìm một nhân viên đáng tin cậy, chuyển cổ phần cho anh ta, sau đó sa thải. Anh ta suy nghĩ một lúc, khống chế gia đình anh ta. Con người chỉ có khi có điểm yếu mới không lựa chọn phản bội, cho nên khống chế người thân là phương thức an toàn nhất. Ý ông chủ là đối phương đã khống chế người lại rồi? Không chỉ là khống chế lại rồi, nói không chừng những người này đã bởi vì ăn cắp bí mật thương mại cùng với vi phạm thỏa thuận bảo mật và thỏa thuận cổ đông của Bạc Thị mà bị tống vào cục cảnh sát. Đúng, mặc dù những người đó tố cáo mà nói cũng không có ảnh hưởng gì tới chúng ta cả, nhưng tích tiểu thành đại, nếu như bà Cảnh Xuyên thu nhập được càng nhiều nhược điểm của chúng ta, vậy thì ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Mộ Ngọc Diễn thầm nghĩ bà Cảnh Xuyên thực sự là một lão hồ ly, lại có thể khống chế được những người này nhanh như vậy. Nhưng đó chỉ là do quy tắc nội bộ của tập đoàn Bạc Thị, không có gì ghê gớm. Giang Thời Hy có mấy ngày không gặp bà Cảnh Xuyên, không khỏi có hơi nhớ anh, nhớ giọng nói trầm thấp của anh. Nhưng cô cũng biết hôm nay là thời điểm khá nguy hiểm của tập đoàn Bạc Thị, nên cô cũng không có gọi điện thoại cho bà Cảnh Xuyên mà nghiêm túc làm việc. Cảm giác của cô vẫn luôn rất nhạy bén. Có một buổi sáng, cô vừa xuống xe đã cảm giác được có một ống kính về phía mình. Cô nhìn trái nhìn phải có vẻ như không có ai, lại không biết đã có người chụp ảnh cô rồi. Và bức ảnh này được một số điện thoại nặc danh gửi cho bà Cảnh Xuyên, kèm theo dòng chữ: anh trai tốt, chị dâu xinh quá, khiến tôi có chút rung động rồi nha. Bà Cảnh Xuyên nắm chặt điện thoại, trong con ngươi là vẻ nguy hiểm trả lời: cậu dám động đến cô ấy, đừng trách tôi không khách sáo. Trái lại tôi cũng rất muốn biết, suốt cuộc anh không khách sáo như thế nào với tôi. Lòng yêu cái đẹp ai cũng có cả. Nếu như anh trai anh đã không thích chị dâu, vậy thì tôi theo đuổi có gì không được. Bà Cảnh Xuyên nhìn thấy hai câu này cũng không trả lời, nhưng đã hình thành kế hoạch ở trong đầu. Có vẻ như mua một công ty ở nước ngoài cũng không phải vấn đề gì khó khăn. Dù sao Mộ Ngọc Diễn đã chạm vào vảy ngược của anh. Mộ Ngọc Diễn ở đầu dây bên kia, trong mắt hiền lên ý cười: anh trai tốt của tôi, hôm nay anh có điểm yếu, cũng đừng trách tôi lợi dụng thật tốt. Mà buổi sáng Giang Thời Hy vừa định không quấy rầy bà Cảnh Xuyên, buổi tối lúc tan tầm đã nhìn thấy chiếc xe của người đàn ông dừng ở dưới lầu công ty, đồng thời nhận được tin nhắn WeChat. Xuống đây. Khóe miệng Giang Thời Hy nhích lên một nụ cười, có chuyện gì vui vẻ hơn người trong lòng tới tìm cô chứ. Cho nên người của văn phòng tổng giám đốc nhìn thấy sếp nổi tiếng là tam nương liều mạng của mình, trước khi tan tầm một giây nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc của chúng ta không phải là đang yêu đấy chứ, sao lại chạy nhanh như thế, như là muốn đi gặp người ở trong lòng đấy. Chuyện này cô không biết đâu, trên tay tôi có tin tức mới nhất. Tổng giám đốc Bạc của tập đoàn Bạc Thị hợp tác với chúng ta, anh ấy đã ở dưới lầu chờ tổng giám đốc của chúng ta đó. Ôi mẹ ơi, couple concept là thật rồi. Giang Thời Hy không biết phòng thư ký của mình lại nhiều chuyện như vậy, mà bây giờ đầy trong mắt cô cũng chỉ có bà Cảnh Xuyên.